ơn rời cậu đây rồi mùa 6. Một khung cảnh mới, những bối cảnh mới, những thử thách mới, nhưng chỉ có một điểm cũ, đó là mở cánh cửa ra hoặc là hoa hồng, hai là bế tắc. Hãy theo tôi. Vị khán giả đến với chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Hãy cùng chào đón người dẫn chương trình danh hài Xuân Bắc. Xin chào đón quý vị và tất cả các bạn đã có mặt trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Thanh Gốt You Are Here mùa thứ 6. Vâng, thưa quý vị, những khách mời của chúng ta, họ là những ca sĩ, nghệ sĩ, họ là những MC hoặc những streamer. Họ sẵn sàng đến với chương trình và thử thách chính mình. Tất nhiên, họ không biết họ sẽ vào nhân vật gì, trong hoàn cảnh nào. Trưởng phòng có trách nhiệm đưa ra thử thách làm sao để các khách mời của chúng ta thể hiện rõ sự thông minh, sự hài hước của mình, đem lại cho quý vị những tiếng cười sảng khoái và ý nghĩa. Và bây giờ, chúng ta cùng gặp gỡ các trưởng phòng trong chương trình hôm nay. Họ chính là Trường Gia, quý vị có thể không quá khó khăn để nhận ra rằng thay vì tôi đứng ở giữa giống như mọi khi thì hôm nay tôi lại đứng ở bên này, có lý do cả đấy. Dạ. Dạ. Chào em. Dạ chào anh. Rồi, mình chào nhau thế xong rồi, cho phép anh bước ra giữa như bình thường. Chào Trấn Thành. Dạ chào anh. Mình chào nhau xong rồi cho em ra bìa như bình thường. Hả? Vâng, xin chào anh Tự Long ạ. Vâng, xin chào anh. Tôi có lẽ cũng giống Trấn Thành thôi, cứ tránh xa anh càng xa càng tốt. Không bao giờ bỏ đi đâu, vẫn đứng đây. Chỉ có cái là không ưa thôi. Chính vì thế nên không chào. Đấy. Ô mà Văn Khoa. Dạ, em chào anh ạ. Em mà di chuyển đi đâu là tình cảm anh em mình gián đoạn luôn đấy nhá. Khoa không chuyển, em chuyển đây này. Đây là những trưởng phòng của chúng ta. Anh Tự Long, có nhiều người nhận xét rằng anh luôn luôn đưa câu chuyện vào những cái cung bậc nó khiến cho người ta rơi vào trạng thái nó bị đau khổ, buồn bã hoặc là không giải quyết được. Tức là không phải câu chuyện nó thế mà cảm xúc nó thế. Thực ra nó chính là tôi hành động theo đúng là cảm xúc của mình. Nhưng mà có một điều này tôi nghĩ là mùa này của Ơn Rời nó hơi khác những mùa khác một chút. Là bởi vì là tôi nghĩ là các trưởng phòng đến mùa này là sẽ quay trở về với những mùa đầu tiên. Tức là quay trở về với đúng với nghĩa của Ơn Rời, tức là vào đấy để vui và vào đấy để tìm thấy chính mình ở trong đó. Và tôi hy vọng rằng những khách mời của mùa 6 này đều là những người có thể nói là những người đến với Ơn Rời và cảm thấy tọa nguyện. Cảm ơn anh Tự Long rất nhiều. Thế còn anh Trương Giang, anh thấy mùa này của chúng ta thế nào? Thưa quý vị, là có thêm Lâm Vĩ Dạ với Mạc Văn Khoa thì mừng vì các em trưởng thành rồi, các em lớn rồi. Đây sẽ là một cái cơ hội cho các em và nhiệm vụ của anh em mình là có gì để hỗ trợ cho các em để cho một cái màu sắc mới, tức là tươi trẻ hơn. Và cũng hy vọng quý vị khán giả hãy xem chương trình với cặp mắt cởi mở dành cho các em. Chúng ta xem vui, giải trí và nhẹ nhàng thôi, cũng không có gì là căng thẳng quá. Cái vấn đề căng thẳng nhất là dành cho MC thôi, còn tất cả những khác nhẹ nhàng. Trấn Thành, một gương mặt cực kỳ quen thuộc, nỗi sợ hãi của rất nhiều khách mời. Anh có gì sai à? Em lo thôi. Lo cho ai? Một khi một cái người nào nó bình luận về mình thì mình lo là họ nói cái gì thôi. Thế thì nếu như mà anh đưa ra cái lời bình luận như vậy thì em phản hồi thế nào? Em nào dám phản ứng gì, anh hiểu không? Hiểu, mọi người cũng đều hiểu bởi vì đó là sự thật. Và bây giờ sẽ là một tràng vỗ tay lớn nhất từ đầu chương trình đến bây giờ để chia tay các trưởng phòng họ vào trong chuẩn bị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với những người tôi tin rằng họ đang lo lắng nhất. Và quý vị đừng ngần ngại dành cho những khách mời hôm nay của chúng ta những tràng vỗ tay thật lớn.
xin mời Quang Trung, diễn viên Quỳnh Chi, xin mời Quế Lực và đây Phạm Quỳnh Anh. Tôi xin hỏi Quỳnh Chi, cảm xúc của em thế nào? Ngày hôm nay thì Quỳnh Chi cảm thấy rất là vui khi được mời đến tham gia một chương trình mà em đã theo dõi suốt cả năm mùa qua. Đến đây được gặp anh Xuân Bắc, trai. Xin cảm ơn em nói lên sự thật đấy. Em đã thử tưởng tượng cái tình huống xấu nhất rồi. Đó là nếu mà mình nhạt quá, mình đơ quá thì sẽ như thế nào. Nhưng mà thôi thì cũng nên có một dịp để mình tự nhìn lại mình. Và mong rằng khán giả sẽ, nếu mà Quỳnh Chi có yếu quá thì cũng sẽ bỏ qua cho Chi. Đến với chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi là điều gì cũng có thể xảy ra. Nó tùy thuộc vào cảm xúc, tùy thuộc vào tình huống đưa ra, tùy thuộc vào trưởng phòng. Cho nên các bạn cứ làm bằng cái sự hồn nhiên của mình, bằng trí thông minh của mình để đưa ra tiếng cười thông qua việc giải quyết tình huống. Càng bị nặng nề, càng bị chống lại trưởng phòng thì tình hình nó càng tệ. Nhá, cứ thật thoải mái thôi. Thật thoải mái. Giống như em ạ. Dạ. Chắc chắn là khi em live stream. Dạ. Thì em chưa chuẩn bị sẵn. Dạ. Chỉ có một cái khung thế thôi. Đúng ạ. Đó, còn khi cụ thể nhìn vào vấn đề sự vật hiện tượng thì em mới nói, đúng không? À, đúng. Cứ thế mà làm nhá. Cứ dạ. Thế mà làm. Và em có thể đứng im được không? Em cứ đứng bên cạnh mà em cứ thế này. Làm sợ. Em bị gì em phải sợ? Hơi sợ. Đó, bây giờ hỏi luôn, anh xin phép nhỉ, anh hỏi luôn, em thấy thế nào? Em không có gì sợ hết anh ạ. Bởi vì là nếu mà mình bảo sợ cũng chả biết sợ cái gì. Thế vừa rồi là em lắc rồi em bảo là em sợ là sợ cái gì? Em sợ dùng virus tại vì nãy giờ bạn ấy tim đập mạnh lắm luôn ấy mọi người phải vỗ tay động viên bạn ấy. Wow. Lo lắm luôn ấy. Một người đẹp và bảo sợ hộ người bên cạnh. Mà em chuẩn bị ở trong kia thì thật với mọi người là tự nhiên người em trống rỗng chân em run bần bật luôn. Tức là em cũng không biết là bây giờ mình sẽ phải nghĩ về cái chuyện gì trên cuộc đời nữa. Hôm nay có lẽ là sẽ là ngày thảm nhất cuộc đời. Sao phải sợ thế nhỉ? Đừng sợ. Đừng sợ. Trong cuộc sống chúng ta luôn có lần đầu làm chuyện ấy. Nhá. Đó là lý do em đến đây ạ. À. Em muốn thử xem là mức độ điên của em đến đâu. Cho nên em phải tìm đến Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Này. Em nói câu đấy là không được đâu. Ôi chết. Đây có phải nhà thương điên đâu. Mà em bảo đến đây kiểm tra xem độ điên của em thế nào. Ở đây bọn anh không có bài test nhá. Tức là để cho độ máu lửa nhá. Cứ bình tĩnh. Còn em? Dạ. Cảm giác của em thế nào? Dạ em vui và hồi hộp vãi ra. Có vẻ như tất cả đã sẵn sàng. Và thưa quý vị, một trong những khó khăn và thử thách dành cho khách mời, đó chính là sức ép của người mở cánh cửa đầu tiên. Và người mở cánh cửa đầu tiên chúng tôi luôn luôn đánh giá là một người mà tùy từng hôm mà chúng tôi chọn tiêu chí khác nhau. Vâng, xin anh cho em hỏi thăm chữ chúng tôi ở đây có nghĩa là nhiều người hay một mình anh thôi? Chúng tôi ở đây là cả một ban tổ chức chứ. Tại bình thường em thấy anh rất là cảm hứng, anh làm sao là anh làm vậy à? Em cũng sợ vậy lắm. Thế à? Dạ. Chúng tôi thống nhất thế. Tôi sẽ giới thiệu chiếc cúp của chương trình. Đây là chiếc cúp có chiếc cánh cửa của chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Các bạn hãy cầm thử. Dạ thôi em không dám cầm. Quý Chi, em cầm đi. Lấy lộc đi chị. Lộc thôi. Dạ. À, lộc. Dạ. Em, rồi em cầm lại. À, em lấy trước. Rồi đưa cho bạn xem. Của em. Của em gì? Thưa quý vị, có lẽ là Quỳnh Anh không để ý. Đưa rồi, em đưa rồi, em đưa rồi. Rằng những người cầm cúp đầu tiên thường vào đầu tiên. Hay quá. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, Streamer Virus chính là người đầu tiên. Cứ đứng đấy chờ tôi công bố. Quỳnh Anh có vẻ như là một người có cực kỳ tự tin. Và chúng tôi vừa mới có một quyết định. Mời Quỳnh Anh nhìn thẳng ra ống kính. Chúng tôi đi đến một quyết định. Quang Trung là người mở cánh cửa đầu tiên. Ủa, em thấy không? Rõ ràng là cái tổ chức chúng tôi của anh chỉ có một mình anh thôi. Ra đây thì mình tôi quyết định. Còn ở trong thì bàn và chúng tôi bàn kỹ càng. Và thường ra đây tôi quyết định khác hẳn. Và bây giờ, quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để các khách mời của chúng ta vào trong chuẩn bị.
xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Rơi Cậu Đây Rồi. Thưa quý vị, cánh cửa căn phòng đầu tiên sẽ được mở ra ngay bây giờ. Diễn viên Quang Trung đang rất hồi hộp, đầy lo lắng. Cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị xem những hình ảnh sau đây. Quang Trung, chàng diễn viên trẻ đa tài, gây ấn tượng với biệt tài giả gái duyên dáng, cùng nét hài văn minh tự nhiên như đời và biến hóa đa dạng. Anh xuất hiện trong nhiều clip hài, web drama và phim điện ảnh được nhiều khán giả yêu thích như parody Duyên Mình Lỡ, Nam Phi Liên Hoàn Kế, Chị Trợ Lý Của Anh. Với khả năng xử lý tình huống hài hước, nhanh nhạy, liệu những thử thách trong Ơn Rơi Cậu Đây Rồi có làm khó được Quang Trung? Xin chào quý vị khán giả, ngày hôm nay Quang Trung rất là vui khi mà tham gia Ơn Rơi Cậu Đây Rồi mùa mới. Cảm giác lúc này thì đang rất là hồi hộp và Trung nghĩ là 1000 người phỏng vấn ngồi ghế này thì cũng sẽ nói như vậy thôi. Nhưng mà thiệt ra là hồi hộp thiệt. Và nguyên một đêm khi mà nghĩ đến chương trình Ơn Rơi ngày hôm nay mình tham gia thì trái tim này đã không thở được. Trung tự tin về cái phần diễn nhảm của mình, tại vì Trung thấy là đa số các anh chị em bạn bè hay nói là Trung có những cái câu hay là những cái cách diễn nó rất là nhảm nhảm, thì Trung nghĩ là Trung cũng sẽ cố gắng. Trung là Trung thôi, chứ Trung không có tự tin vào cái gì đâu. Nói trước mấy câu bước hôm qua lắm, Trung biết chương trình này hay gài nói trước xong hồi nữa cho mình những cái mà hả coi như là thử thách ngược lại với những gì mà mình đã phỏng vấn, cho nên bây giờ tôi không có nói gì hết á, để chờ cái chương trình làm gì. Chuẩn bị vào phòng rồi, không biết là trưởng phòng nào sẽ là người tiếp nhận học trò mới của Quang Trung đây. Nhưng mà hy vọng mà Trung mặc chiếc áo trắng này sẽ làm cho trưởng phòng lo lắng. Vâng, thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng. Trên tay tôi là đạo cụ mà ban tổ chức đưa cho tôi. Không hiểu vì lý do gì nhưng mà ngay từ lần đầu gặp gỡ trên sân khấu này, tôi cũng có cảm giác là Quang Trung có cái ác cảm gì với tôi. Bởi vì tôi đã hỏi bạn là người cuối cùng với các khách mời xuất hiện trên sân khấu, rồi bạn bảo tôi là cái ban tổ chức, tức là cái chữ chúng tôi ở đây là chỉ có mình tôi hay gồm nhiều người. Rồi trước khi bạn ngã khuỵu xuống sân khấu, rồi bạn đứng lên bạn bảo bạn biết ngay rằng là cái chúng tôi ở đây là chỉ có một mình tôi, tức là MC Xuân Bắc mà thôi. Trung ơi, cố gắng lên, em mà đứt là tất cả cùng đứt, cho nên em đừng đứt, mọi người ủng hộ em. Một tràng vỗ tay để chào đón Quang Trung, xin mời. Em nói thật đi, em có ác cảm gì với anh không? Dạ không, em vui lắm. Ở ngoài đây nãy giờ ai đồn là em ác cảm với anh hả? Không, không biết ai nói là em có ác cảm với anh. Ngay từ lần đầu gặp gỡ trên sân khấu này, tôi cũng có cảm giác là Quang Trung có cái ác cảm gì với tôi. Khi mà nghe cái tin đấy thì anh nói thật với em là anh chấp nhận thôi, bởi vì anh cũng hay gây ác cảm với người khác. Dạ. Không có vấn đề gì. Anh là người dẫn chương trình và anh có một trách nhiệm rất lớn. Đấy là đầu tiên là giao cho em một khoản tiền. Trời ơi, cách xem nhận được trước rồi sao? Không phải đâu, đây là đạo cụ của chương trình đấy. À dạ. Nhớ nhá, riêng cái phần này ấy, dạ, anh phải nói với em. Bởi vì thường là anh chỉ đưa đạo cụ cho mọi người. Dạ. Nhưng mà em là người đầu tiên để thể hiện rằng anh không hề có ác cảm. À. Và em cũng không hề có ác cảm với anh. Dạ, cho nên là anh đưa cho em lời khuyên là em cất thật kỹ. Dạ. Hiểu ý anh rồi gì? Dạ. Rồi, tiếp theo đây là chiếc khăn bông. Dạ. Em cầm lấy, đây cũng là đạo cụ nhá. Tùy em. Lời khuyên của anh là nên giấu trong người. Dạ. Yeah. Tiếp theo, đây là một lọ xịt khoáng. Dạ. Yeah. Ok. Ôi trời. Dạ. Rồi, ok. Anh hỏi thật này. Dạ. Yeah. Có lo không? Dạ yeah, lo chứ. Lo không? Dạ. Yeah. Mọi người hãy dành những tràng vỗ tay để cho họ đỡ lo. Em bước ra đây. Dạ. Yeah. Em giếm cái đồ anh dặn em, cái giếm ra đây. Nói bé thôi, ở trong nghe thấy đấy. À, dạ. Yeah. Rồi, được chưa? Mở cái cửa này ra, hoặc là cuộc đời nở hoa, hay là cuộc sống bế tắc. Và thường với những người mặc nhiều màu sắc như thế này là tỷ lệ bế tắc rất cao. Dạ. Yeah. Em hiểu chưa? Dạ. Yeah. Nào, mở. Em không nhìn. Bình tĩnh. Ơn rồi, nhân viên mới của tôi đây rồi. Dạ.
Chào em. Dạ. Ăn bận nền não hả? Dạ. Em đã làm thử ở đây được 1 tuần rồi. À. Bây giờ là mình chuẩn bị để mình ký hợp đồng, mình lấy lương thiệt luôn đây nè. Dạ. Thì không biết là cảm giác của em một thời gian 1 tuần qua em làm việc ở LG Nails. LG Nails. Là chi nhánh của tiệm chị Lê Giang. À. Dạ. Thôi bây giờ âm em ngồi. Dạ. Cái gì vậy? Dạ em làm. Không không, ngồi thế, nói chuyện thôi cưng. Dạ, tay em quen tay rồi. Đừng ăn cắp quen tay là được. Dạ không, trời em có ăn cắp gì của ai hết á. Anh thì anh rất là thoải mái và anh muốn là nhân viên của anh là phải là hiểu được cái nội quy của tiệm nail. Dạ dạ. Đầu tiên, đừng ăn cắp quen tay. Đừng ngủ ngày quen mắt. Điều số 2, không yêu đương lăng nhăng chi chít trong tiệm nail. Đó là nhân viên với nhau thì không nên yêu đương ở đây. Em cũng nghĩ vậy. Tại vì anh có những cái trường hợp á là tụi nó yêu nhau rồi rủ nhau đi một ngày đẹp trời đấy. Ý ghê. Vậy su lắm. Su là gì em? Dạ su là một loại hình thức danh từ diễn tả xui. Mình bớt đi chữ y lại. Danh từ mà dùng để diễn tả ư? Kệ nó đi, em đã có được học nhiều lắm đâu. Dạ biết rồi. Không được học nhiều mình bớt chơi chữ lại. Dạ, em nhiều khi em ráng chơi cho tao nghĩ em có chữ chứ có đâu. Ok. Trường hợp thứ 3, trung thành, tử tế, nhiệt huyết và có trách nhiệm với lại tiệm nail. Dạ. Em có làm được không? Những điều đó thì anh hoàn toàn có thể tin tưởng ở em. Uh-huh. Em tên là Quang Trung. Không không. Ồ dạ em tên khác. Đây 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 đây, lý lịch của em ghi rõ ràng họ và tên. Lộ Tùng Trung. Dạ. Thiệt ra Lộ Tùng Trung và có chữ Trung là sự trung thực. Cho nên là ông chủ hoàn toàn có thể tin tưởng. Thế còn Lộ là gì? Lộ là mình à không kính. Thì không, sao em không kính thì có không kính lắm. Có mang cái ý mờ ám ở trong đây. Điều số 4. Dạ. Chủ luôn luôn đúng. Dạ đúng rồi anh đúng. Điều số 5, nếu chủ sai xem lại điều 4. Rồi dạ. Giờ anh hỏi em, em đề trong nay em mạng mộc. Dạ. Anh là mạng thổ. Mà thổ thì dưỡng mộc, nên là có nhiêu tiền anh dưỡng cho em hết thì em không làm được gì cho anh thì anh cũng hơi ngại để mướn em cho cái gì. Có anh biết bánh xe luân hồi không? Tưởng tượng nha, ví dụ như anh nói gì thổ dưỡng mộc đúng không, là anh dưỡng em đúng không, có bao nhiêu tiền anh dồn vô trong em đúng không. Trời ơi như vậy thì không có tốt, nhưng mà em sẽ dùng số tiền đó để em trau dồi bản thân em học nè, em học thiệt giỏi, em làm nail thiệt là xịn, em kéo khách về đây là bắt đầu khách đó làm những cái mạng khác nó hợp, nó đẩy anh lên. Anh lo lắm em hiểu không? Tại vì anh bị phản bội nhiều, anh sợ lắm. Dạ thôi đừng lo, em làm gì có chuyện mà phản bội ai. Ok ok ok. Dạ. Ok ok. Bây giờ nè, tiệm mình là tiệm nail. Dạ. Mà nó có làm luôn phần massage. Tại vì bây giờ anh kết hợp là nail với là cả massage. Tại vì anh thấy là em làm nail là tốt rồi. Rồi xăm chân mày là anh cũng cho em làm thử luôn rồi. Dạ. Anh muốn thử em về phần massage. Massage. Ok. Dạ. Yeah. Bây giờ anh nằm đây, em thử là cho anh coi coi nó làm sao nha. Anh đừng cởi, em chịu không nổi. Anh phải cởi. Để anh coi cái sự kiểm soát của em dành cho nam giới như thế nào. Về anh cởi hết nha. Ok, để chủ làm. Đừng động tay tới chủ. Nhưng mà em nghĩ đây nhiều người cũng muốn coi anh cởi lắm ha. Massage. Trời anh ơi, anh cởi nhiều quá. Lòi một cái chiếc ốc ra rồi. Em yên tâm, bù lông con tán anh còn ổn. Dạ. Massage. Dạ, anh thả lỏng nha. Ok. Coi chừng hồi có thợ sửa vô dặn anh đó nha. Massage. Dạ. Trời ơi, la dữ vậy anh. Không, không, nó hơi cấn cấn xíu, nặng dạ, nhẹ nhẹ lại, em dạ. Lại Đủ không anh, mạnh nữa không? Mạnh nữa không? Sao mày cứ đi toilet mày quên dội cầu hoài vậy Trung? Anh ơi. Hả? Cho em xin phân trần nhẹ một vài điều. Là trước đó là có người đi xong anh vào là không thấy cái toilet được dội. Có nghĩa là mày vừa ra là tao vô đó. Nhưng mà em mới vừa tới tiệm thôi, em chắc chắn người đó là che lại đi anh. Em nghĩ là không sao đâu. Sáng giờ là anh ngồi yên đây nha. À. Mày đừng có vu khống nha. Điều số 4. Nhưng mà em mới vừa tới tiệm.
tự nhiên em nhìn anh rồi em ớ như thế này rồi anh nghĩ như thế nào? Dạ. Coi sao, coi lại đi. Mày sống mày bớt ở dơ lại giùm cho tao nhờ. Dạ. Không biết nó đi toilet nó có rửa tay không? Mấy nãy giờ thấy có mùi tụm thụm thụm thiệt chứ không phải? Dạ không có. Em ơi, con này, con ngựa này. Con ngựa này nè. Con ngựa này nè. Dạ không phải em. Anh tổ trưởng này thường anh ít nói xấu cho ai lắm em. Tại sao em làm cái chuyện đó nó quá mất vệ sinh. Anh nghĩ là cái tiệm nail mình là tiệm nail high class năm sau mà em làm gì rồi khách cứa vô rồi làm sao? Không biết sao, tại vì hồi nãy á, em đi ra xong em đi cái lật đật chạy ra ngoài cái em đi mua đồ về cho tiệm mình đó. Cái em quên. Thôi đi rửa lại lần nữa đi lấy ăn coi rồi sắc đường đi. Rồi coi khách cứa rồi có vô không rồi một lát làm cho người ta. Dạ. Dạ mời quý khách vô ạ. Ồ ơn rồi cái thằng khốn nạn đây rồi. Dạ. Chị có gì vậy không ạ? Cưng. Dạ. Nhìn vô cái bộ mặt của chị. Nhìn coi ra cái cha mẹ đẻ chị hay hả chị, bốn chân mày hả chị? Đây, cái thằng mà làm hư cuộc đời của chị là đây. Nó nào ngay sáng nay chị qua chị làm. Trời ơi cái chị nói chị mệt quá chị muốn ngủ. Chị mới kêu em là cử cái thằng mà tay nghề giỏi nhất ra làm cho chị. Em cử thằng này ra nó làm cho chị xong. Chị mở mắt ra chị tỉnh dậy. Trong mày chị y như là hai cái cặp hàng rào cửa nhà chị vậy. Em xin lỗi chị. Dạ em mời chị ngồi, dạ chị ngồi đây, Em xin lỗi chị, dạ chị cứ ngồi cho thoải mái. Giải thích làm sao cho chị bình tĩnh, chứ chị mất bình tĩnh lắm nha cưng. Dạ, tại vì vậy nè, người ta nói đó là cái cặp lông mày của mình á, là coi như là cái mà cái định hình cái khuôn mặt, là coi như cái tướng số của mình tập trung vô cái lông mày nó rất là cao. Chị đó chị thấy không, nhưng mà cái lông mày của chị á hiện tại á cái đuôi của nó hơi bị cụp, là nó không có tốt cái tướng mình. Em là làm lại em thấy ghét lắm, em xăm cái mới luôn, nó đi lên cho chị, cuộc đời chị đi lên luôn. Mà chị nghĩ đi, bình thường người ta có hai cái chân mày là người tốt cái số người ta nó đã tốt thế nào rồi, chị bốn cái chị tốt gấp đôi người ta luôn đó chị. Mày đừng có xạo. Bình tĩnh rồi nha. Dạ. Nha, hai đứa bay nha. Tao vừa tao nè, tao chịu hết nổi rồi nha. Dạ. Bây giờ từ giờ cho tới chiều mà không giải quyết cái cặp chân mày này cho tao nha, là tao qua giải quyết cái tiệm này nha. Trời. Nha. Nha. Dạ. Tao nói cho mày biết nha. Bây giờ mày tính sao về cái đền tiền cho tao không? Thôi em đền chị 6 triệu gấp đôi. Lát chị em chuyển khoản cho chị nhắn tin cho em đi. Rồi ok, mình làm chủ nha. Dạ. Ừ. Chị đợi tiền của cưng nha. Dạ. Em cảm ơn chị. Cảm ơn cái gì? Chị từ từ để nó tróc mày là đẹp nha chị nha. Bốn cái chân mày vẫn tốt hơn hai cái nha chị nha. Ủa ông chủ, em xin lỗi anh. Tại vì hả? Dạ. Coi như là bỏ qua cho em chuyện này. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Đừng để một chuyện sai lầm thứ hai xảy ra. Dạ. Ơi, có chuyện nè. Chị bực quá giờ em nói thiệt á, em mà không nói ra là coi như em ấy ném lòng. Sao vậy? Anh coi bây giờ nè. Nó dám lên mạng nó chửi khách anh. Trời ơi. Mày ha, mày quá đáng thì tiệm càng ngày càng ế là do mày. Không có. Mày nghĩ sao vậy? Hả? Mày lên nó để mở cho anh nghe. Giữa gì vậy? Đây nè. Kỳ vậy? Hả? Bất quá mà. Bữa nay tôi thấy hả tôi lên đây xin chửi nó cho mọi người nghe. Cái con gì đâu mà cô hồn các đảng âm binh gì đâu không à. Cái con gì mà khó chịu. Cái loại gì mà hả? Nó vừa dơ, mà nó vừa xấu, mà nó vừa hả? Ta nói là nó túi, mà nó cứ như là trời ơi. Ta bao nhiêu cái xấu nó dồn vào trong con người của con này. Trời sao mà chửi khách dữ vậy? Tại con quỷ đó anh. Em lại dùng từ con quỷ cho khách. Ôi cái cụm từ con quỷ. Không, tại cái chị quỷ đó anh. Trời ơi, mày chửi mày bà đặt lịch sự đó chị quỷ. Trời ơi, chửi mà chị quỷ. Em có thể làm sao bớt vợ búa được không? Vậy thì tại vì cái người đó đó anh. Đó. Rồi sao? Dạ, kỳ lắm anh. Sao kỳ? Em vô làm móng hả mà chửi em quá trời chửi luôn. Sao anh chửi em? Người ta làm gì chửi em? Ý là cũng biết là em mới học nghề mà. Thì từ từ em làm chứ. Em hở vũa một cái mà chảy máu là chửi. Hở một cái đó máu là chửi. Mày vũa cho người ta chảy máu mà còn chưa cho người ta chửi. Mày tao cào mặt mày chứ đâu mà chửi mày. Tại vì em lỡ tay chứ không có cố tình đâu. Anh nghe mọi người nói là tay nghề em giỏi cho mới giận. Còn nếu mà tay nghề em dở thôi chắc anh... Không anh. Từ từ giỏi. Và cuối cùng là em giỏi hay dở? Giỏi. Giỏi cái gì? Khách mắng vốn mà dữ lắm mày ơi. Đâu, trời đất ơi, làm neo gì đâu mà kêu móc khóe.
mà nó móc hết nửa ngón chân ta luôn. Ê, nó móc mà như đào hang vậy. Bây giờ nếu mà em nóng tính vậy chắc tôi phải ngừng hợp dạ đồng. Dạ không, thôi em hiền còn chết. Dạ không nóng tính đâu, đâu có nóng tính đâu. Tại vì em phải ít ra phải đưa ra được một lý do nào mà em chửi rủa người ta như vậy là tôi chết tôi rồi. Trời ơi, tại thiệt luôn á. Tôi cái con đó, nói là cái con thì chị ta nói là cái thằng đó. Mà tại nó ngửi như cái con vậy đó, em ghét nó. Vô đây là nhóng nhéo, nhéo, ní na, ní nừng, ní na, ní nừng mà làm. Giống như em đang nói đó phải không? Không đâu, nó thì không có dễ thương nha em. Mày làm neo cái gì nè? Làm đi. Cái hỏi, dạ. Em kêu là, dạ anh ơi, anh mình cắt gọn thôi đúng không? Chá, nghĩ sao vậy? Tôi đắp bột mày. Đang nói hết đắp bột. Thì đó em hết hồn mà cái bắt đầu em cưng. Dạ anh cái gì mày? Dạ chứ, dạ chị mày. Cái em xưng chị anh. Em xương chị xong mà hồi nó có người phụ nữ vô cái em xương chị cái nó giả cũng bớt luôn. Mới biết ra người đó mẹ nó mà nó giấu. Thấy chưa? Tự nhiên hai mẹ con mà làm lỗ ở đây chi rồi cho bị vạch tẹt rồi. Anh ơi, vì vậy chi? Tại vì cái đứa khách đó nó kỳ lắm. Người cả trăm loại người mà. Đâu phải là gặp người khách nào cũng dạ, hứa đi lần cuối nghe chưa? Lần cuối em không bao giờ chửi khách đâu. Thiệt, gặp mấy đứa muốn chân khóe bự gì em sợ rồi. Em nói thiệt á, bây giờ mà cứ để nó làm vậy á là mai mốt đóng cửa tiệm. Bây giờ nãy nó chửi khách, khách bây giờ cũng đâu có vừa. Khách lên chửi ngược lại, chửi sập cái fanpage luôn. Anh thấy chưa, miệng mồm cái đứa đó nó ghê dễ sợ chưa, chửi quán mình chửi... Cái miệng mày mới ghê á. Nãy giờ tao thấy có cái miệng mày ghê không à. Muốn nổi điên lên luôn à. Anh nói giờ hiền nổi tiếng mà, đâu bây giờ okay, chửi okay, ai okay. Nhất là nhân viên của mình. Anh không muốn xảy ra một chuyện gì nữa nha. Hứa luôn anh. Thôi đi. Đuổi nó đi anh. Làm việc chỗ đó. Bây giờ anh đi ra đi làm việc. Từ đây tới chiều không được sai một cái gì nữa nghe chưa? Dạ. Quỷ ma gì đúng không? Tao chửi rồi dám chửi lại hả? Chỗ nào tao tát với tao chửi nữa. Dạ, chào anh. Chẳng hay muốn gì à? Anh làm móng ơi, làm cho. Rảnh không? Dạ. Lại ngồi coi. Dạ, 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 dạ. Ngồi đây nè. Dạ, dạ, dạ. Dạ, làm sao anh? Nhó gần chết luôn á. Sáng giờ biết nhó lắm không? Đi ra vô la người ta ha. Hay lắm ha. Biết sao không? Phải la vậy á. Để chi ông chủ đừng để ý. Có hai đứa mình mà giờ cứ mình sáp sáp lại nhau. Hoặc mình binh nhau hoài á. Muốn để ý đuổi hai đứa luôn là khổ. Gì đâu. Ráng cái mình coi như là mình chịu khổ cái thời gian này. Cái sau này á. À. Rớt con tay nè. Mày đặt lộ hơn tôi làm chi không biết nữa. Khổ ghê. Đánh lạc hướng đâu kệ nó đi. Nó nghe nè, sắp tới á, hôm nay á, mình canh cái thời điểm nào tốt á, hai đứa mình hốt mớ tiền của ổng cứ bỏ trốn luôn. Thấy sao? Ổng đang tin em lắm. Đó, còn cái thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ đâu. Được ha. Rời nhẹ tấm lưng của em đi. Làm sao vậy? Có thấy sướng không? Rời đi rồi sướng. Xuống một xíu nữa mới sướng. À, đó. Thấy sướng chưa? Dạ không. Dạ thôi bớt có suy nghĩ nè. Nhìn đi. Rồi xuống đây đi thấy giày không? Em ăn cắp rồi, mấy người nghiêm phong bì nữa thấy không? Lấy rồi đó hả? Thì đó nè, okay. Em mình nè. Nó nghe nè, dạ. Miễn sao á, hai mình yêu nhau là được rồi. Thấy không? Anh á là anh rất thích hoa hồng. Dạ. Và mùa đông. Và được em ôm từ phía sau. Thiệt luôn á. Hoa hồng, hoa hồng, hoa huệ. Hoa từ quay. Chủ. Ta nói bao nhiêu lần, ta dòm cái màu tao biết mà. Dạ. Điều khoản tôi đã ghi trong này là đừng có yêu thương nhăng nhít ở trong tiệm nào của tôi. Nào có yêu, nào có yêu. Không có đâu ông chủ ơi. Cái con đó nó lộ còn hơn con yêu nhau sao được. Nè, tao hiền. Dạ. Yeah. Chứ tao không có điên. Hồi nãy tao thấy tụi bay đang ngồi với nhau. Tụi bay đang mùa đông ấm áp và ghi. Tụi bay truyền hơi ấm cho nhau bằng những vòng tay chân thành. Mày đừng có qua mắt ông chủ. Dạ làm sao? Ông chủ hôm nãy là con massage. Ông chủ kêu dở quá. Ông chủ bị đau đó. Con kêu chỉ massage giùm con để con massage biết. Massage nào mà ngồi lên lòng nhau rồi đan tay vào bụng. Dạ massage ôm. Không phải. Ý con là Dạ không, ông chủ.
Ý là mình phải như vậy nè ông chủ, ví dụ như là mình phải ôm, mình đo coi là cái bụng của khách để mình biết được là mình cần phải có cái lực nó như thế nào mới vào trong huyệt đạo của người ta. Tao cho mày xuống huyệt tới nơi bây giờ nè. Dạ. Bây giờ làm sao? Hả? Bây giờ khai đi, có hay không? Rồi tụi bay yêu nhau, tụi bay tạo phản một ngày nữa, tụi bay lôi nhau đi phải không? Dạ, em là em nói thẳng luôn. Em là coi như là em hết sức trung thành với ông chủ. Dạ. Em không có cái ý gì hết trơn luôn. Dạ. Cái con này nè, suốt ngày nó cứ đi theo, nó đùa quấn em. Nó mới khai, nó ăn cắp của ông chủ một số tiền. Không có. Cao chạy xa bay. Nè, con Quyên, bị cái. Giờ tao ra tao xét người. Khoan xíu ông chủ nha. Giờ tao ra tao xét người. Em biết ông chủ muốn gì được. Mày nói mày đau bụng tao cũng xét. Sau lưng ông chủ. Hồi nãy nó kêu em rờ rờ chỗ đó, nó hỏi có sướng không nữa. Cái đai lưng của em đang bị phát huy đĩa đệm. Buông ra ông chủ. Buông ra đi nha. Hả? Mày ăn cắp một cọc này là đủ để mày đi tù rồi. Mày hiểu không? Nhưng mà ông chủ, cái đó hồi nãy nó là nó rớt ở bên kia, nó rớt ở bên kia thôi, ông chủ hiểu không? Nếu như mà rớt bên nào nếu như mà thì cầm đi luôn rồi, nếu như mà tham thì hiểu không? Nếu như mà tham cái gì? Nếu như mà tham thì cầm đi luôn rồi. Nếu như đi luôn rồi hả? Dạ. Cái sao mình nói ok, nó không vô đi nữa, không mốt cái nữa bác, ok. Dạ. Nhưng mà nói nghe là, nhưng mà tại mình chạy chưa kịp, mình chạy chưa kịp bị tao bắt kịp. Mày hiểu không? Không có, xin lỗi chị, tại vì em nãy rớt tại năm nói, nhưng mà chị cũng chưa mất cái gì đúng không? Ok. Tao không phát hiện là mất cái này rồi, mày hiểu không? Có, mày hiểu gì hết trơn. Cái con nó ông chủ, nó gài con á. Em có đầy đủ bằng chứng. Chói nó lại, đưa lên công an. Trời ơi, đừng có chói em. Chói nó lại hả? Ông chủ ơi, nó nhận như người em, thiệt. Nhận như người nó em. Lại, đi vô công an. Hả? Ông chủ. Mày Ui, hiểu rồi, nó hiểu rồi. Trời ơi, nó nặng thiệt. Trời ơi, nó nặng quá, cái con này. Đúng là tuổi hẹo mà, tôi là lộn tuổi hợi mà. Kệ nó đi. Gì vậy? Ê, trời ơi, gì thế ghê vậy? Sao đâu, thì mình đập nó, cái cùng lắm nó bất tỉnh. Rồi nó xỉu, xui xui nó chết luôn thì. Ê, bậy quá anh. Sao chết luôn được? Kệ nó. Em có muốn sống với anh không? Nhưng mà, trời ơi, nó bị gì kìa, lại coi. Bị cái gì, cứ kệ nó đi, xem quan tâm nó kìa vậy. Xuống im lặng coi, hối hồn. Tao giết mày. Cái gì vậy? Hay da. Ủa, gì vậy? Vậy mày. Anh. Nhìn mới lên. Vậy mày. Hồi nãy là mày nha. Mày trốn, mày đừng có trốn, mày ra đây. Mày ra đây. Hồi nãy là mày xô chứ phải tao nha. Có. Ông xô á? Nó hành hung tao có bằng chứng ngoại phạm mà mày hồi nãy mày xô. Tôi không biết gì hết trơn nha, ông giật tôi ra cái ông xô trúng ảnh nha. Bây giờ phải giải quyết như thế nào? Tôi không biết gì hết trơn á. Trời, bây giờ ra bạn người rồi tôi chết rồi. Cầm có. Không, cầm không. Cái này là... Cầm chùi đi. Bác công an, tới công an, bác công an, ông chùi đi đã. Chùi cái gì? Chùi cái vân tay của ông đi, ông hiểu không? Rồi hai đứa mình đi. Hiểu chưa? Mày làm gì? Mày giả chết hả mày? Mày giả chết hả mày? Dạ. Tôi phải chúc mừng em. Quang Trung xử lý quá hay đi. Rất là nhanh và thông minh. Ngay ở phần đầu tiên mà em đã làm cho trưởng phòng Trấn Thành đã có nhiều lúc cũng phải dừng mất mấy giây để xem là không biết là mình là khách mời hay mình là trưởng phòng nữa. Có đúng không Trấn Thành? Tôi có cảm giác như vậy. Thường thường là khi mà khách mời giải quyết được một cái gì đó mà thú vị á, thì Thành sẽ để lâu hơn một tí để cho quý vị cảm thấy sướng về cái giải quyết vừa rồi. Là sau đó là mình sẽ tìm cách để mình tiếp tục mình tấn công. Nhưng mà với Trung thì đúng là có những cái mà nó thú vị và nó đi ngược lại với những gì mình chuẩn bị. Nên
cũng phải tìm là một cái đường khác để cho cái câu chuyện này nó đi đi đến một cái hồi kết. Tại vì nếu như mà cái người thông minh quá đó, mà nếu mà mình không đủ bình tĩnh là cái câu chuyện nó sẽ bị bẻ sang một hướng khác mà nó ngoài cái sự chuẩn bị của mình, nên phải rất là bình tĩnh với nhân vật này. Nhưng mà ngày hôm nay là em thấy là Quang Trung là rất là liều lượng. Quan trọng là tôn trọng kịch bản, đưa ra cái gì là chấp nhận cái đó, và dựa trên những dữ liệu đó mà giải quyết. Đó là một điều thật sự đáng khen cho một bạn trẻ như thế này. Vâng, thưa quý vị, cánh cửa căn phòng đầu tiên đã được mở ra, kết thúc tại đây, rất tuyệt vời. Và bây giờ là lúc những quý vị khán giả trong trường quay của chúng tôi đưa ra nhận xét đánh giá của mình thông qua việc bình chọn. 30 giây dành cho quý vị, xin phép bắt đầu. Bây giờ là lúc chúng ta tiếp tục mở cửa căn phòng thứ hai. Nhưng trước hết chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin cảm ơn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thank God you are here. Cánh cửa tiếp theo sẽ được mở ra không ai khác, đó chính là diễn viên MC Quỳnh Chi, một cô gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương. Và tôi tin rằng quý vị, đặc biệt là những người yêu mến Quỳnh Chi, cũng đang vô cùng lo lắng. Bởi lẽ cô ấy sẽ vượt qua thử thách như thế nào đây? Bây giờ chúng ta cùng xem những hình ảnh mà Quỳnh Chi đang chuẩn bị. Xin mời quý vị. Quỳnh Chi, nữ MC kiêm diễn viên xinh đẹp, đa tài. Xuất phát điểm từ nghề dẫn chương trình, Quỳnh Chi lấn sân sang diễn xuất và gây ấn tượng với lối diễn duyên dáng, tự nhiên trong nhiều bộ phim như Hoa Sương Rồng, 12 Chòm Sao Vẽ Đường Cho Hưu Chạy, Ở Đây Có Nắng. Lần đầu tiên đến với Ơn Rời Cậu Đây Rồi, liệu Quỳnh Chi có vượt qua được những thử thách mà trưởng phòng mang đến? Mình là Quỳnh Chi và đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Chi nói là Chi tham gia chương trình này thì tất cả đồng nghiệp của Chi ở công ty, cho đến bạn bè của Chi, cho đến những đứa em của Chi đều khuyên Chi là chị ơi, chị phải nhắn tin cho biên tập của chương trình liền, nói là chị bị bệnh hoặc chị bị cái gì đó, chị từ chối liền cho em, chị không được phép tham gia chương trình này. Chi cũng hỏi lại là ủa sao vậy tụi em, chị lâu lắm rồi chị không chơi, cho chị chơi cái đi. Xong mọi người nói là chị nhạc ơi là nhạc, rồi biệt danh của Chi ở nhà là Chi Đơ nữa. Vừa nhạc vừa đơ mà đi thi Ơn Rời, chị nghĩ sao vậy chị? Thì tức là phải đến khi Chi tham gia chương trình này thì Chi mới biết là mọi người đánh giá về cái sự hài hước của Chi nó tệ đến cỡ nào. Đúng lắm, tim nó đang đập vật trong này nè. Những cái người mà nhạc như Chi á, mà tham gia chương trình này á, thì áp lực rất là lớn. Chi cũng mong là sau cái sự xuất hiện của Chi thì những bạn khách mời mà nhạc nhạc như mình á, cũng sẽ có thêm động lực. Chi nhạc cố lên, Chi đơ cố lên, cố lên. Vâng, thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng. Nào, vỗ tay to hơn nữa để đón chào Quỳnh Chi, xin mời. Em đoán xem mình sẽ vào vai gì? Em đang hóa trang như thế này thì em nghĩ là em vô vai bà ngoại. Yeah. Bà ngoại của ai? Bà ngoại của trưởng phòng. Tôi xin lỗi, em đứng này. Ở trong còn già hơn. Em có lo không? Phải hơn một năm rồi, gần 2 năm hay sao, em không có tham gia show truyền hình. Thành ra là cái tương tác của em đang sợ là nó sẽ không có nhanh bằng mọi người, nên là em hơi run. Vấn đề không phải là nhanh, vấn đề là chính xác và hiệu quả. Em đừng nhìn cái này của em này. Anh cố tình bây giờ anh mới đưa bởi vì cầm nó hơi nặng. Em đứng ra đây, em mời em đứng vào đây. Em soi lại gương đi. Không, chứ em không nghĩ là bà ngoại đâu, chắc má. Ok, chúc em may mắn. Mời em. Dạ ơi, ủng hộ cho Chi nha.
Ông trời. Mẹ của những đứa con tôi đã về rồi. Kỳ lạ thật đấy. Xa có một lúc thôi mà nhớ quá. Em đi đâu mà lâu thế? Em đi chợ. Trời ơi. Nè, em mua em mua mấy thứ để lát nữa nấu cho anh ăn á. Hôm nay là chúng ta làm sinh nhật mà. Sinh nhật con của mình hả? Chính xác. Hôm nay mình sẽ làm sinh nhật cho con trai. Em nghĩ xem mình nên làm món gì nào. Con trai mình, em đố anh nhá. Con trai mình. Đố chồng. Đố cái gì? Em đố anh nhớ được cái món ăn mà con mình thích. Mình hỏi vợ mình là em sẽ làm món gì cho con thì vợ lại hỏi lại là em đố anh là con mình thích món gì. Mà em biết là anh rất là bận rộn. Anh sẽ hay quên cái này cái kia nên em gợi ý cho anh nè. Bây giờ em mua những cái thứ này thì anh có đoán được, nhớ được cái món con mình thích không? Trời ơi, em mua là súp lơ này. Còn cả cái gì nữa đây em? Trời ơi, em đúng là người phụ nữ của gia đình. Trời ơi. Trời ơi. Con mình thích nhất là món này, em biết không? Con rất thích ăn bạch tuộc. Em thử đoán xem là cái món này thì em sẽ làm món gì để con thích. Thôi mình làm xào đi. Nhưng mà con không thích ăn xào. Ăn sống. Bây giờ thì anh phải thay mặt con trai anh là phải nói một câu là con lạy mẹ. Anh buồn sao bà cho con tôi ăn sống thì nó ăn kiểu gì hả? Anh ơi, mình lái khỏi cái phạm trù đồ ăn đồ không anh? Thôi được rồi, thế thì anh nói luôn nhá. Dạ. Đó là bạch tuộc nướng muối ớt. Cái món mà ở mấy quán ở vỉa hè. Ừ, thôi được rồi. Nào, hôm nay em có định tặng con cái gì ngoài món ăn? Em nghĩ là con thích không? Em nghĩ là mình nên có một tiết mục văn nghệ để tặng cho con mình đi. Con trời ơi. Trời ơi, con trai. Sao? Hôm nay ba mẹ chuẩn bị. Trời đẹp quá con thích lắm luôn á. Trời ơi, con thích không? Ba đã trang trí cho con này, từ sáng giờ ba thổi bóng này, làm như này này, con thấy thích không? Thích đi, ba mẹ con ghê luôn á. Hả? Con thích những cái bong bóng màu đỏ luôn. Hay đó. Lắm, con có ước muốn gì không? Con ước muốn gia đình mình sẽ không bao giờ xa nhau. Với lại con ước là năm sau sinh nhật của con sẽ ở biển Hawaii luôn. Ôi. Ôm em nữa. Sao không ôm mẹ nữa? Dạ. Chúc mừng sinh nhật con tôi. Dạ. Nào, mẹ đâu? Đây ạ. Bạch tuộc nướng muối ớt, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Wow. Để đây sao không thấy ta? Sao mà em thấy được? Chắc chắn sẽ là một trong những món ăn mà con sẽ phải ăn thật nhiều. Mẹ có thích không? Chồng đảm đang quá. Trời ơi, thật là tiếc. Giá như hôm nay mà có tất cả những người bạn của con ở đây, họ sẽ chứng kiến tài năng nấu nướng của ba. Dạ. Chúc mừng sinh nhật nhá. Dạ, để ba chụp ảnh nào. Đút 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 vào mồm mẹ đi. Đút 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 đút. Ba đúng rồi. Đi ba. Đây. Đút đút đi, đút mẹ ăn đi, mẹ ăn đi, đúng rồi đấy. Đẹp quá. Đúng rồi. Nuốt đi mẹ ăn đi. Đấy đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không, trời ơi, mẹ. Ngọt chưa? Từ từ con. Cái này ba từ từ. Ba nướng chưa chín con. Bình tĩnh. Ok sao mẹ ăn? Mẹ quen ăn sống rồi. Cái gì mẹ cũng ăn sống mà. Em. Dạ. Bây giờ vào lấy bánh sinh nhật ra đây. Có lẽ mình sẽ hát Happy Birthday ngay tại đây. Dạ. Con có một món quà dành cho ba mẹ á. Con có quà à? Dạ, hay quá, trời ơi. Vợ tôi giỏi quá. Chưa chín mà cũng ăn được. Trời ơi. Sao em lại đến đây? Hôm nay là sinh nhật con trai anh. Đây là vợ của anh. Chào chị. Chào em. Ai vậy anh? Đây là bạn của anh. Anh chưa giới thiệu cho nên em chưa biết. Anh xin lỗi một chút. Anh đã nói với chị chưa? Hôm nay là sinh nhật con anh. Hôm nay là sinh nhật của con anh. Hôm qua là sinh nhật của vợ anh. Hôm bữa là sinh nhật của má anh. Chừng nào anh mới nói? Nhưng em phải cho anh cơ hội chứ. Bây giờ anh nói không? Em có thể... Anh không nói được đúng không? Em đi với người khác à. Nói gì vậy chị? Chị. Hả? Chào chị, hôm nay em mới được gặp chị. Chào em. Dạ, em xin được tự giới thiệu. Em là người yêu của ảnh.
Ủa sao không đốt nữa chị? Qua đây đứng cho chị tiện nhìn em. Dạ, qua đây đứng. Chị tiện nhìn em chưa? Em giới thiệu em là người yêu của ảnh. Dạ, em là người yêu của ảnh. Sao chị? Em đứng yên rồi đó. Anh là sao? Thực ra hôm nay không phải lúc để chúng ta nói chuyện này. Anh xin em đấy, có thể để hôm khác được không? Em không đợi được nữa. Rồi rồi rồi, em đồng ý với anh đó. Ngày hôm nay là sinh nhật con trai mình, nên là anh nói cái bạn này về đi. Có gì lát nữa con mình sẽ quay về liền nè. Chắc sẽ không có hay. Em đợi anh một chút. Để lúc khác được không? Không, hôm nay anh không nói là em đi lấy chồng liền. Anh phải nói thật. Thực ra anh định để sau sinh nhật của con trai thì anh sẽ nói. Nhưng mà... Anh nghĩ kỹ chưa? Tại sao lại nói ngay bây giờ? Con mình có thể về bất kỳ lúc nào. Anh nghĩ kỹ chưa? Anh nghĩ là sự chịu đựng của anh có giới hạn rồi. Những ngày qua anh sống với em là giả dối đấy. Anh muốn chia tay em. Phải vậy chứ. Hơi đột ngột một chút. Nhưng anh nghĩ là lúc này là lúc cần thiết. Anh muốn chúng mình chia tay nhau. Em có biết em là ai không? Em là vợ anh. Em không phải là con người. Em không phải là con người. Ở trên cái bờ biển này, khi em trôi dạt vào bờ, anh đã cứu em. Như lúc ấy em đẹp lắm. Em đúng là một nàng tiên cá. Vẻ đẹp của em khiến cho anh không thể xa rời được. Từ khi có con đến nay, em già đi kinh khủng. Anh không muốn sống cùng với một người phụ nữ nửa người nửa cá như em. Em cũng không phải là con người, nên em cũng không hiểu được chồng con em thích gì. Em chỉ thích ăn đồ sống thôi. Bánh cua không ăn sống, mực không ăn sống. Em nên trở về nơi mà em đã ra đi. Hóa ra là chồng của em là một người tàn nhẫn như vậy. Ôi, sao nãy giờ ba nói mẹ là người cá vậy? Mẹ có phải là người cá thật không? Con có coi chuyện tranh không? Dạ có. Người cá đẹp không? Dạ đẹp. Bố đang khen mẹ đó. Ủa vậy hả? Nó mẹ là người cá. Vậy là ông ngoại của con là vua thủy tề luôn đúng không? Đúng rồi. Vậy là kiểu như mình rất là ít đó, con hiểu không? Dạ. Chờ mai mốt con sẽ không phải sợ nước nữa. Mẹ dạy con lặn biển nha mẹ. Chính xác. Và sau này là con sẽ kiểu đi chơi rồi đi đảo. Con biết chỗ con thích đó con không? Thôi sang đây con, sang đây. Đi sang đây. Đúng rồi. Dạ. Trời ơi, con phải nhớ đấy. Từ bây giờ ấy, chỉ có ba bên cạnh con thôi. Sao ba? Con tập làm quen với việc phải xa mẹ đi. Và đừng nghĩ con đến mẹ nữa. Xa mẹ. Có cô nè, cô là mẹ không. Của con. Con phải là mẹ của con. Cô là mẹ của con. Không phải. Từ dũng nhận. Nãy giờ những gì anh nói em nghe hết, em hiểu hết rồi. Em sẽ làm theo những gì anh muốn. Nhưng bây giờ con trai em đang ở đây. Chuyện của mình sau những cái giờ khác này em sẽ bàn với anh. Đi con. Dạ. Con tặng mẹ hả? Dạ. Con tặng gì vậy? Mình nói ra nha. Tặng cái nón này đẹp lắm mẹ cho mẹ. Ôi trời ơi. Dạ. Cả cô cũng vậy. Cái gì? Người gì vậy? Xin tự giới thiệu với mọi người. Tôi là Bạch Tuộc, là sứ giả của vua Thủy Tề. Hôm nay tôi lên đây để đón công chúa Thủy Tề của chúng tôi về. Đi chị. Ơi, về đâu? Về dưới. Em đứng đó đi. Sang đây, sang đây. Qua đây với mẹ con. Con thấy chưa? Mẹ con không phải là người thường. Mẹ con chính là người cá. Nhưng mà người cá đẹp à ba. Đúng rồi. Cưng dễ sợ luôn. Người cá đẹp là của nhiều năm về trước rồi. Nhưng bây giờ trước mắt con không phải là một người cá đẹp nữa. Trời đất ơi. Anh à, con không phải là anh. Anh lùi lại giùm em đi. Anh cũng muốn nói chuyện với con. Những cái điều anh nói chuyện với con bây giờ đang trong lúc anh đang không có suy nghĩ. Em không có muốn cái điều đó. Con ngoan, con nghe mẹ. Người lớn trong nhà đang có một số cái chuyện muốn nói với nhau. Thành ra con nghe mẹ con ra ngoài con chơi. Lát nữa ở đây mẹ chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì con hãy vào lại, mẹ sẽ gọi con. Dạ. Sao? Có con ở đây. Anh không phải muốn nói gì thì nói. Nhưng tôi muốn nó anh biết. Anh nghĩ cho con. Nhưng tôi muốn nó biết. Muốn biết cái gì, con nít. Anh muốn nó biết cái gì cũng phải có cái cách
chứ không phải là để ào tâm lý nó như vậy. Anh phải bàn với tôi, anh muốn đi cái gì. Tôi không có giữ, anh đã nói những cái lời tàn nhẫn như vậy rồi. Tôi không thiết giữ, tôi sẵn sàng tôi đi. Chuyện anh yêu thương tôi, anh cuông mang tôi một thời gian dài như vậy, tôi vẫn cảm ơn anh. Bây giờ anh muốn vui vẻ với người mới, tôi không cách nào tôi cản anh được. Nhưng đừng có cư xử không tốt, không đúng cái kho của mình. Xí, chị ơi, hình như người phải đi là chị á. Em không có được mở miệng ở đây luôn đó em. Không, người ta lên em luôn. Thật sự nha. Dạ. Vì chị không phải là con người trên cái trái đất này. Dạ. Nên chị mới lịch sự được như nãy giờ. Dạ. Chứ con người ở trên trái đất này mà dành với những loại như em á. Dạ. Thì nãy giờ là em ăn một cái tát rồi. Trời đất ơi. Đó là chuyện của chị chứ không phải chuyện của em lui được không? Nhưng em phải lo cho anh. Nói chung là đây là chuyện của... Của công chúa. Công chúa hay là gì đi chăng nữa thì bây giờ chị cũng có con ở đây rồi. Không phải muốn đi là đi. Công chúa ơi, nhưng mà công chúa không có sống ở trên bờ được. Công chúa sống trên bờ là công chúa cũng sẽ chết. Còn bao lâu nữa chị chết? Công chúa sống trên bờ thì chỉ sống được một vài năm nữa, thậm chí là một vài tháng nữa thôi. Là nước nó rút hết đi hết, bốc hơi đi hết là chết. Vậy là chị còn 2 năm. Cỡ đó đi. Anh à, em có chuyện muốn bàn với anh. Được. Anh nghe bạn em nói rồi đó. Em chỉ còn 2 năm nữa thôi, em tự động em cũng sẽ tan biến và em đi thôi. Thành ra em có một cái thỏa thuận này với anh cứ cân nhắc xem có được hay không. Thỏa thuận gì? Trong 2 năm đó, mình phải có một cái sự chuẩn bị mà anh với em phải bắt tay nhau để chuẩn bị tâm lý cho con của mình. 2 năm nữa, con mình sẽ không có mẹ và anh sẽ thay em chăm sóc con. Không, anh sẽ lấy cho nó một cô mẹ mới và cô ấy có thể chăm sóc rất tốt, thậm chí còn tốt hơn em. Em còn 2 năm, chỉ 2 năm thôi. Em muốn ở bên cạnh con em trong cho đến lúc mà em không thể nào ở cạnh được nữa. Em chỉ muốn sống với con 2 năm nữa thôi sao? Em mới là người sắp chết. Em mới là người cần chỗ dựa và cần sự giúp đỡ của anh. Anh có thể ép em khi biết còn 2 năm nữa thôi là em phải đi à? Tụi mình cũng tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay, đến lúc em ở trong hoàn cảnh này mà anh vẫn còn có thể ép em được hay sao? Em muốn 2 năm còn lại gia đình mình sống thật vui vẻ hạnh phúc, mình cùng chuẩn bị cho con mình trong cái việc là em ra đi. Anh có thể giúp em việc đó hay không? Không. Gọi con vào đây. Công chúa. Em đã gọi thằng bé vào đây. Đứng lại. Nếu mà hắn đã như vậy rồi thì thôi mình đi luôn đi. Công chúa xuống dưới thì công chúa đâu có phải chết nữa đâu. Cô nên nghe theo lời nó đi. Vào đây con. Dạ. Về đi, đi về. Cô có thể đi và cô sẽ sống. Còn ở lại, cô biết đã chết thì cô ở lại làm gì? Đúng rồi. Và tôi không muốn con tôi có một ký ức không đẹp về người mẹ. Cô có thể đi, cô sẽ sống. Nhưng trước khi đi, xóa tất cả những ký ức của con tôi đi. Chuyện đó dễ như trở bàn tay. Ta biết. Công chúa của ta thì sao có đủ quyền phép để làm điều đó. Công chúa, hãy xóa hết tất cả những ký ức đó đi. Và chúng ta sẽ trở về biển cả của chúng ta. Biển cả mới là nơi của công chúa mà. Công chúa, nhanh đi công chúa ơi. Xóa hết ký ức đi. Không còn vướng bận gì nữa công chúa à. Con yên. Nhưng mẹ của con không phải là người. Mẹ của con là người cá. Nào, hãy làm đi. Xóa tất cả những ký ức. Cô không làm được sao? Không còn nhiều thời gian nữa đâu công chúa ơi. Mình còn về biển nữa công chúa ơi. Nào, sang mẹ tẩy ký ức đi con. Con trai à. Dạ. Tin mẹ không? Ôi mẹ cả. Nói chung là em không yên tâm. Anh không muốn em ở đây nữa. Em phải về đấy để em còn đảm bảo sự sống cho em. Còn ở trên này em chỉ sống được 2 năm thôi. Và anh không muốn em ở đây nữa. Nếu ở 2 năm thì đừng ở nữa. Anh đang lo cho em hả? Đúng rồi đấy. Trời ơi, chị nhận ra rồi. Em mừng quá, em đỡ mang tiếng giật chồng vậy à. Chị ơi, anh đó là anh muốn tìm mọi cách đuổi chị đi. Tại vì chị sống trên bờ không có được nữa. Chị sống 2 năm nữa là chị chết, chị hiểu không?
chồng chồng tốt luôn á hả? Lo đi trời ơi. Thôi cảm ơn hai em. Trời đất ơi, trời ơi, chúc mừng công chúa nha. Trời, tìm được chồng tốt, trời mừng dễ sợ. Rồi không cuối dễ rồi đó, giải quyết đi nha. Thực ra thì anh không muốn làm khó em đâu. Em ngu. Không phải. Em xin lỗi anh. Nghe anh nói này, vì em không phải là người thường nên em không sống được lâu ở trên bờ. Em có biết lúc anh gặp em trẻ và đẹp lắm. Nhưng sau khi sinh cho anh một cậu con trai thì em mất sức. Và việc phải sống xa mặt nước khiến cho con người em bị khô héo đi. Anh không muốn nhẫn tâm nhìn thấy điều đó nên anh mới bày ra câu chuyện vừa rồi. Chỉ mong muốn em giận anh mà ra đi thôi. Em lấy được thằng chồng khôn như anh làm gì có chuyện khờ. Anh à, nhưng nói chung tính em cũng kỳ. Thành ra là chỉ có anh nó mới chịu thương em thôi. Em rất là thương anh. Anh nghĩ là câu chuyện này của chúng mình kết được rồi, nhưng bây giờ em nói thế này lại bắt đầu mới rồi đấy. Ừ. Xin cảm ơn Việt Trang, xin cảm ơn Thành Việt và xin cảm ơn cháu Bentley. Đặc biệt cảm ơn trưởng phòng Tự Long. Còn riêng Quỳnh Chi ấy, đúng là bạn đã rơi vào một tình huống khó xử và rất khó xử đối với bạn. Nếu như em bình tĩnh hơn một chút thì tất cả những cái điều kiện, tất cả những cái thông tin mà các trưởng phòng đưa ra một mặt làm khó em, nhưng đó cũng chính là những chìa khóa để em bám vào. Nhưng em có biết không, em có một tính cách rất là đôn hậu, nhân văn. Cá nhân anh là một người xem ở dưới, anh quên mất rằng là em đang là một khách mời đang chịu thử thách. Mà thưa quý vị, cá nhân tôi là tôi đang xem một người phụ nữ đang phải giải quyết một cái tình huống rất là khó xử. Mặc dù em không có những cái hành động nó quyết liệt, em chỉ đứng đó và khóc, và cuối cùng vẫn là gì, em không muốn xa con em. Nó rất tuyệt vời. Vâng, hãy dành cho Quỳnh Chi một tràng vỗ tay thưa quý vị. Đúng như Xuân Bác nói thì Chi là một người rất là nhân văn. Có thể nói là có nhiều người mẹ cũng như thế, tức là họ không nghĩ được cái gì ngoài cái việc chỉ bảo vệ con mình mà thôi. Còn nghĩ những chuyện khác như quyền lực, quyền năng thì chưa chắc họ đã nghĩ được. Anh nghĩ là em hoàn thành rất tốt cái thử thách của mình. Là khi ở trong tiết mục kịch thì em vừa nghĩ, đầu thì nghĩ mà bụng thì lo và ngại. Em thương cái người trưởng phòng của mình là tại vì gặp phải ca khó quá, mà nhưng mà thực sự lúc đó em cố hết sức mà em vẫn thấy em bất lực. Tại vì anh nói là em nhiều khi ngay cả ở ngoài đời sống cũng vậy, em cũng muốn mình có thể quyết liệt lên, mạnh mẽ lên hoặc có những cái phản ứng, nhưng mà em cũng không có làm được. Không sao đâu em. Mà em rất là cảm ơn anh tại vì anh đã dìu em qua được cái thử thách. Không, em tuyệt vời mà. Không. Vâng, thưa quý vị, chắc chắn sẽ còn nhiều điều muốn chia sẻ và quý vị cũng sẽ có những cái đánh giá khác nhau. Quý vị hãy thể hiện tình cảm của mình qua phần bình chọn. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, phần bình chọn cũng đã kết thúc và bây giờ là lúc chúng ta tiếp tục mở cánh cửa căn phòng tiếp theo. Không ai khác, đó chính là Phạm Quỳnh Anh. Cô ấy đang chuẩn bị như thế nào? Chúng ta sẽ được biết sau ít phút nghỉ giải lao. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
đón quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Rơi Cậu Đây Rồi. Vâng, thưa quý vị, cánh cửa căn phòng tiếp theo sẽ được mở ra. Phạm Quỳnh Anh sẽ là người mở cánh cửa căn phòng này. Một ca sĩ vô cùng quyến rũ trên sân khấu. Bây giờ là lúc chúng ta cùng xem Phạm Quỳnh Anh đang chuẩn bị như thế nào. Xin mời quý vị. Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ với những bản tình ca ngọt ngào đầy cảm xúc. Giọng hát của Phạm Quỳnh Anh từng là thanh xuân của rất nhiều khán giả. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ xây dựng hình ảnh đằm thắm với tính cách điềm đạm, sắc sảo, thông minh. Đến với Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa 6, Phạm Quỳnh Anh sẽ là một ẩn số thú vị. Phạm Quỳnh Anh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Để nhận lời chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, đó là một cái sự thử thách hơi bị mạo hiểm. Bây giờ càng khó thì mình lại càng muốn thử sức bản thân mình. Và đó là lý do của nhận lời. Kinh nghiệm diễn xuất của mình thì thực sự là mình cảm thấy nó vẫn còn nghiệp dư lắm. Bởi thực sự là Ơn Rời Cậu Đây Rồi sẽ là những cái điều hết sức là bất ngờ mà mình không thể biết trước. Cho nên là Quỳnh nghĩ là thôi thì mình cứ là chính mình thôi. Có nghĩa rằng là mình cũng có một tí xíu điên khủng ở trong đấy. Phải phụ thuộc vào nhân vật của mình sẽ được giao cho là cái gì nữa. Một vài phút nữa sẽ gặp các trưởng phòng rồi thì Quỳnh nghĩ rằng là các trưởng phòng sẽ thấy được thân hình mỏng manh thế này và đừng có bắt nạt cũng như đừng có làm khó. Và hãy cho em những cái tình huống nó dễ chịu một tí xíu. Cố gắng lên nào, chinh phục Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thưa quý vị, đây chính là đạo cụ tôi sẽ phải đưa cho khách mời của chúng ta. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón Phạm Quỳnh Anh. Có vẻ như là chưa gì đã vào vai rồi đấy. Đây là đạo cụ anh đưa cho em, một phần của phục trang. Anh nói luôn, đối tượng ở trong là một người không phải bình thường. Đây là một người được coi là một trong số những người cực kỳ ghê gớm, hại người có tổ chức. Dạ. Được chưa? Mời em mở cửa. Vỗ tay cho Phạm Quỳnh Anh, thưa quý vị. Mọi người vào đâu? Sao lại không vào? Em nhìn thấy rồi. Hay quá, mới đó Phong Long là giang hồ tới nữa rồi. Ơn Rời, giang hồ Bảo Kê tới nữa rồi. À, Phong Long là tiếng miền Nam, miền Bắc gọi là đốt vía. Tháng này bán ế ẩm lắm chị Chính ơi. Ngày nào chị cũng tới chị đòi tiền rồi chị đập phá. Hôm qua chị đập hết một rổ chén. Hôm nay chị đập nữa thì làm sao mà em tiền đâu mà mua sắm lại buôn bán. Nợ mấy tháng chưa trả rồi ấy nhở? Chị Bảo Kê, chị lấy tiền của ta tháng nào chị cũng lấy 4-5 triệu tiền đó em đưa. Thôi bây giờ đói quá cho ăn miếng được không rồi nói chuyện tiếp. Tại vì chị... Ngày nào cũng tới đòi ăn rồi uống rượu rồi nhậu. Quán người ta bán không được. Chị em mình phải rượu vào lời mới ra được. Hôm qua cũng uống 2 ly xong. Không có tiền đưa rồi chị đập hết trơn ly chén. Hôm qua uống có một mình ấy. Buồn. Nên em ngồi xuống uống cùng. Hôm qua em cũng ngồi xuống rồi chị tán cái chai vô đầu em, chị nhớ không? Say sao nhớ? Sao tình hình dạo này sao nói chị nghe? Bán ế ẩm lắm. Ngày bán 200-300 ngàn mà chị tới chị lấy 4 triệu tháng tiền đâu mà đưa. Bây giờ em muốn làm sao? Trong tất cả những cái trường hợp mà mỗi ngày chị phải đi mòn gót á, là chị thấy là chị ưu ái cho em nhất rồi. Lên lên lên, ôi nhưng mà không có mồi em ơi. Làm tí, nướng tí ốc. Hôm qua cũng nướng ốc cho chị ăn, chị đổ vô đầu em, chị nhớ không? Hôm qua là chuyện ngày hôm qua, hôm nay mình làm tí rồi mình nói tiếp. Em làm gì mà chưa gì mà đã... Cần chị phụ gì không? Chị đi về được không? Xem nào. Sáng giờ chưa mở hàng chị đã vào rồi đó hả? Đó, chị mở hàng đó. Ốc móng tay xào rau muống.
càng ghẹ muối ớt. Hết tiền rồi, tháng này đâu có tiền đâu, có bình ga mà nấu. Không có phải vậy mẹ ơi, là mẹ. Sao ạ? Bước ra đây đi. Giang hồ gì kỳ vậy? Phải đập chén chứ. Đúng rồi, đẩy cái bàn này luôn. Đó, giang hồ là vậy đó. Hay quá mẹ ơi. Đào con. Trời ơi mẹ. Ủa tự dưng cái hôm nay đến chơi ông nhậu nhẹt bắt năm giang hồ sao trời. Ông này giỡn nhây quá hả? Mẹ ơi. Ông này đúng là kiểu fan Trường Giang suốt ngày bắt diễn kịch mệt ghê luôn á. Con là con của mẹ nè mẹ. Con cái gì nữa. Hồi nãy bắt giang hồ rồi làm hẳn mẹ luôn. Mẹ là mẹ của con, giang hồ là mẹ nói con với mẹ tập tình huống để lỡ giang hồ có tới quá bình thiện thì mình xử lý. Đâu? Hả? Đâu? Người yêu. Ơn trời, mẹ đây rồi. Con trai. Mẹ kêu con với mẹ là tập tình huống giang hồ chi để mình để mai mốt giang hồ tới là mình xử lý. Để mẹ giúp cho nào chứ. Ơi thiệt mẹ. Mẹ. Ba ở đâu mẹ? Chứ không bao giờ mẹ nhắc về ba hết trơn vậy. Con đừng nói tới ông. Tự nhiên mình tới cái xóm này là mướn nhà rồi mở quán nhậu mà không bao giờ trả lời cho con biết ba con đâu. Thôi khỏi đi, mẹ nói rồi, có những chuyện lớn lên con sẽ hiểu. Con lớn rồi. Nhiều tuổi rồi nhỉ? Con mười mấy tuổi rồi. Mẹ nghèo mà sao tự dưng cho sữa gì mà sao lớn thế này. Mà tại sao mình không làm cái nghề gì tự nhiên đi mở quán nhậu mẹ? Con nghĩ đi, bây giờ á, ở cái xóm này mình ở chung với những loại người như thế nào? Thì sao không đi xóm khác? Mẹ làm gì có tiền cho con đi xóm khác. Con biết hoàn cảnh nhà mình mà. Để mở ra được một cái quán nhậu như vậy á, mẹ vất vả lắm. Nhưng mà mẹ biết cái xóm này đi ghê lắm. Ăn nhậu đập phá rồi giang hồ, rồi bảo kê. Mình làm là người ta tới người ta phá thì làm sao mà. Mình mở xì ba đi mẹ, cho nó sang trọng rồi đó. Mẹ hứa rằng là mẹ sẽ cho con mọi thứ điều kiện đàng hoàng. Nhưng mà phải cho mẹ thời gian. Con nói là mình cứ làm cái nghề này là không bao giờ yên ổn. Mẹ thấy cha Sáu không? Ngày nào cũng qua phá. Cho nên con với mẹ mới tập cái kịch. Để gì? Để đối phó là vậy. Thôi được rồi con. Mẹ nói nghe này nha. Mình ráng thêm một vài bữa giùm mẹ nha con trai. Không chừng hôm nay trả qua nữa đó. Vậy hả? Mà trả nói là mỗi lần trả tới là trả lúc nào cũng xào xạo. Nếu mẹ có phải hy sinh cái thân của mẹ á, mẹ cũng phải bảo vệ con bằng được. Con cần mẹ về cho con. Con chỉ cần mẹ hả? Đi kiếm ông chồng khác lấy đi cho mẹ hạnh phúc đi. Mẹ muốn lắm chứ. Mà giờ chưa có ai chịu nữa. Mà đẹp vậy mà sao không ai chịu? Chắc phải có một lý do gì đó bên trong. Theo con thì nhìn mẹ vậy người ta không chịu ở cái chỗ nào? Mặt rất là đẹp luôn. Mắt rất là sáng. Điện nước ok luôn. Bớt lại. Vậy mà không hiểu sao không ai đi. Thôi con làm ơn đi, con làm cho mẹ thật sự căng thẳng quá à. Bước thôi, vô nhà con, chỉ muốn vui vẻ con. Hai mẹ con mình ngày nào cũng bình an với nhau. Để con đốt phòng lòng coi hôm nay có khách không. Ông này ông nọ, ông nào tới đây tiếp hết. Trời ơi, anh Sáu. Hôm nay tới hạn đóng tiền bảo kê. Nhiều anh. Lấy biết bao nhiêu lần mà bao nhiêu mà còn hỏi à. Hôm nay trễ là một tuần rồi đó nghe. Anh cho em thư thêm 5 ngày nữa. Không được. Trời ơi, người nhỏ mà sao hét to vậy trời. Để con đi kêu người qua giúp. Ai, con ơi. Trời ơi, nhà không có ai nữa, con bỏ mình đi. Trời ơi. Rồi bây giờ sao, Chín? À, Sáu ngồi xuống, Chín nói nghe nè, Sáu. Sáu ơi, trời ơi, ghê quá vậy, trời ơi, cái gì vậy trời. Nhưng sao vậy Chính, sao anh gọi Chính, Chính không bắt máy, nhắn tin không trả lời vậy Chính. Chính không có nhớ anh hả Chính. Anh nhớ Chính muốn chết luôn hả Chính. Chính ơi, Chính đừng đi nữa mà Chính. Chính à, trời ơi, Chính ơi, anh thương em thiệt. Sao em nỡ đành
lãng quên anh. Nói chung là tại vì con em nó mới bước qua tuổi trưởng thành, em sợ nó chịu không nổi cú sốc này đâu. Trời, cái mặt nó mà mới bước qua tuổi trưởng thành đó em. Trông vậy chứ nó khờ lắm. Mà nếu như mà bắt nó chấp nhận chuyện mẹ nó có ông bồ mà giang hồ vậy á, thì em sợ nó chịu không nổi á. Ủa, giang hồ cũng có người tốt người xấu mà chính. Nhưng mà anh phải cho em thời gian. Cho em thời gian bao nhiêu nữa chính? Bây giờ em muốn chừng nào em mới chín đây, hay cứ sống sống với anh hoài chính? Thì em nói rồi mà. Nói làm sao? Bây giờ muốn 6699 thành đôi thì cũng phải từ từ cho nó 99 thì mới bớt sống sống được chứ. Trời ơi, anh sốt ruột lắm rồi chính ơi. Tình yêu nó phải từ từ anh ạ, nó mới nhừ. Chính à, chính ngồi xuống đó đi chính. Nói thiệt là hôm nay em buồn lắm. Sao em buồn, chuyện gì nói anh nghe nè. Nói chung á, tâm trạng người mẹ dù gì đi về nhà nhìn thấy con mình á. Sao? Nó cũng suốt ngày nó hỏi cái này cái kia rồi nó muốn cuộc sống tốt hơn mà giờ không biết làm sao nữa. Thì bây giờ em anh... Em cũng muốn là cho nó một cái mái ấm mà rồi thì chưa tìm được đúng cái thời điểm để nói với nó về chuyện của hai đứa mình. Cho nên em muốn là gì? Trong cái hình ảnh của nó bây giờ anh rất là đáng sợ. Trời ơi, cái mặt anh nó thánh thiện gì mà em nói đáng sợ hả chính? Lúc nào mà anh xuất hiện nó cũng sợ anh hết á. Nó nói anh tới đòi tiền rồi bảo kê, nó không chấp nhận cái cuộc sống ở trong một cái môi trường phức tạp như vậy nữa. Thì anh phải cho em thời gian. Chính à, thì cũng chính là em thôi đó chính. Do em kêu á là bây giờ á, ba nó mất rồi thì bây giờ nó đang cần mỗi người mà mạnh mẽ để bảo vệ, để mấy cái thằng giang hồ khác nó không đến đây. Ủa, gì kỳ vậy hả? Cái gì kỳ vậy hả chị Chính? Cái gì kỳ vậy hả? Tôi qua đây tôi đòi nợ mà chị Chính. Tại sao chị lại nắm tay tôi? Mẹ đang làm cái gì? Nắm tay ông kia làm cái gì? Trả lời cho con biết. Ông hỏi là chị Chính biết coi chỉ tay coi dùng xem cuộc đời vận hạn sau này như nào. Đúng rồi đó, coi chỉ tay. Từ ngày xưa tới giờ mẹ là người rất ghét mê tín dị đoan, coi bói. Không thể nào có chuyện xem chỉ tay đây được. Nhưng mà bây giờ mình đang lo làm sao cho ông không lấy tiền ngày hôm nay, có đúng chưa? Mình có thể là dẹp quán chứ không thể nào mà hạ nhân cách như vậy được. Mẹ đâu có hạ nhân cách. Ủa, ai nói thầy bói xem chỉ tay là hạ nhân cách vậy con? Chú Sáu, hai người là cái gì với nhau? Bây giờ sao? Bây giờ sao Sáu? Bây giờ sao Sáu? Đây là Chính, đây là Sáu. Mà bây giờ sao Chính? Bây giờ sao Chính? Bây giờ Chính nói hay Sáu nói? Sáu nói đi Chính, say rồi mệt rồi. Muốn là sao cũng được hết á. Bây giờ để ba nói con nghe. Cái gì? Ba chú nói con nghe. Ông nói đi. Đây là người yêu của chú 2 năm rồi. Mẹ yêu người ta 2 năm rồi sao mẹ giấu con? Con đâu có cấm cản mẹ có người đàn ông khác đâu. Thực ra là mẹ nghĩ là cái chuyện mà mẹ có một người đàn ông mới, nó là cái chuyện sớm hay muộn mẹ phải có thôi. Đúng. Lý do gì mẹ giấu? Chỉ đơn giản mẹ cảm thấy rằng là cuộc sống nhà mình còn đang khó khăn quá. Không, chính xác. Mẹ cần con nói lý do không? Con nói thử coi. Vì ông ta là người không đàng hoàng, ông ta là dân giang hồ chợ búa sao đen, nên mẹ giấu con đúng không? Và con nói thẳng luôn, con không đồng ý. Nếu mẹ yêu ổng, con sẽ bỏ nhà đi. Con thấy chưa? Mẹ là người sinh ra con, mẹ không hiểu con hả? Mẹ biết chắc là khi mà nói ra thì sẽ là như vậy nè. Nó sẽ là cái không khí như vậy nè. Cho nên á, mẹ quan yêu... Tao mày cứ cái tao sờ sờ thế. Sinh ra mày mà hơi tí bình nhẹ vào miệng tao ngồi ấy. Hả? Con có tin mẹ không? Tùy chuyện. Vậy nào giờ mười mấy năm nuôi con á, khi mà ba con bỏ đi từ hồi con còn đỏ hỏn á, con biết mẹ khó khăn như thế nào đúng không? Con biết. Không phải là với chỉ với cái ông Sáu này đâu, ông ba, ông bốn nữa kìa, nhưng mà con chưa được biết chuyện đó thôi. Trời ơi! Ủa cái gì kỳ vậy Chính? Mẹ quen một người con chưa đồng ý, mà bây giờ mẹ quen một người. Bây giờ cái thứ gì mà con cái rồi bồ cái là sao trời? Nói cho người ta nói hết đó chứ. Ngồi chú, nghe bà nói. Ông ba, ông bốn là trước ông đó. Yêu từng người một chứ không yêu một lúc mấy ông. Sức à, cũng... đâu chịu nổi. Tôi chết đi chứ bây giờ. Mở miệng ra chúng nó ngồi vào miệng tôi nó nói không à.
bao nhiêu người đàn ông mẹ không chọn, mẹ lại đi chọn một thằng giang hồ. Xin lỗi chú, con nghe chú một thằng, con không đồng ý, con nói thẳng luôn. Mắc cười quá à, tự dưng cái làm gì có chuyện trên đời này có hai người đàn ông dồn một người phụ nữ vào tường vậy trời. Vì sao mẹ không chọn một người bình thường mà lại đi chọn một ông giang hồ? Mẹ nói thiệt nè, anh cũng nghe nha. Ừ, anh đang nghe đây. Cho dù nó là cái sự thật hơi phũ phàng, nhưng mà em phải nói, nếu như mà anh chứng minh được cho con em thấy, anh sẽ có thể lo được cho con em và em với một cái điều kiện đàng hoàng, thì thuyết phục được con của em thì em chấp nhận. Còn nếu không á, em phải chọn con em thôi. Bao nhiêu người tốt đẹp mẹ mừng, mẹ đi lấy một ông giang hồ chợ búa đầu đường xó chợ ăn chặn tiền của người ta. Nãy giờ không có nghe hả? Nếu mà bây giờ người ta không có chứng minh được cho con yên tâm, không thuyết phục được con, thì mẹ sẽ chọn con. Bởi vì có bao giờ mà mẹ nào bỏ con đâu, hiểu không? Nếu như mà anh thật sự thương yêu em và thương yêu con em á, anh hãy chọn một cái nghề đàng hoàng để chúng ta tiếp tục với nhau. Còn nếu không, em xin lỗi. Em cũng biết rồi mà Chính. Bản thân anh á, anh làm nghề này anh đâu làm nghề ác đâu Chính. Trời ơi, ông ăn chặn tiền người ta mà nó không ác. Mấy thằng đàn em của anh nó ác. Chứ anh là anh chỉ thu tiền thôi Chính à. Em biết giang hồ có nhiều kiểu giang hồ. Đúng lắm. Rồi Chính. Nhưng thực sự á, cuộc sống của em và con á, nó ở trong cái tình huống bất an nhiều năm quá. Mình sống được hôm nào mà mình cảm thấy có cảm giác bình an và cho con em cảm giác bình an thì em xin chọn như vậy. Đúng vậy mẹ. Thôi Chính à, anh hứa với em, từ đây về sau chúng mình sẽ lên trên Đà Lạt mình sinh sống nha. Anh có dành dụm được một số tiền rồi sau đó mình làm những nghề đàng hoàng. Rồi đi ăn chặn tiền rồi đi bảo kê trên đó nữa hả? Chưa có nói hết, không ăn chặn bảo kê nữa. Người giang hồ nào cũng có giang hồ tốt bụng với giang hồ xấu bụng mà. Thì bản thân anh á, thì anh thấy một điều như vậy nè, người tốt nào cũng có quá khứ và người xấu nào cũng có tương lai mà, đúng không Chính? Em biết chứ. Nhưng thực sự cái tình yêu á là của em. Nhưng sự bình yên là của con em. Đúng vậy, thôi kết thúc, chia tay. Chia tay sẽ có đau khổ. Về đi, tôi đốt không đâu. Ý kỳ vậy, ý kỳ vậy. Đốt không làm đi. Cuối cùng xong. Chia tay đi mẹ ơi. Lỗi anh nha. Sao Chính cuối cùng xong? Dạ. Con em đốt phong long rồi, mời em về. Đốt không làm. Cái gì vậy hai? Có biến anh ạ. Từ từ. Trời ơi. 2 năm. Cái gì vậy? Bây giờ mới biết hả? Luận tri nã chứ gì. Khoan, để mẹ đi khóa cửa. Chính. Mẹ ơi, mẹ Chính. Mẹ ở với người ta 2 năm là đồng lõa đó. Chính qua đây Chính. Thôi bây giờ vậy đi Chính, nói cho nó nghe hết đi Chính. Mẹ biết chuyện này đúng không? Mẹ không biết chuyện. Mẹ phải biết. Mẹ không biết. Mẹ đã biết. Tại sao vậy? Mẹ là khách mời. Mẹ mẹ phải biết chuyện này. Và mẹ ăn ở với người ta 2 năm trời với một tên bị truy nã. Có nghĩa là bây giờ chỉ cần bên công an ập vô là mẹ sẽ đi tù. Mày hiểu chưa? Bây giờ mẹ bị bắt thì con ở với ai? Mẹ sẵn sàng đánh đổi con một mình, một thân ở trên cuộc đời này để lấy tình cảm vậy không? Không có. Mẹ không có cố ý làm như vậy. Chứ mẹ vì điều gì? Hai mẹ con mình khổ như thế này, bây giờ chỉ có một người duy nhất là ông có thể lo được cho mẹ con mình. Mẹ nói sai rồi. Trên thế giới này rất nhiều người, chứ không phải một mình ổng. Mẹ hiểu chứ. Nhưng mà quan trọng nhất trong cái lúc mình đau khổ nhất, trong cái lúc mình bế tắc nhất, nhưng mẹ làm thì ổng đó, chính ổng là người ở bên cạnh mẹ đó. Mẹ làm vậy là mẹ vi phạm pháp luật, mẹ biết không? Vậy bây giờ sao con? Bây giờ con muốn gọi công an đến bắt cả mẹ cả ổng hay sao? Con muốn mẹ phải làm sao đây? Mẹ đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ai cũng đổ lỗi hoàn cảnh hết thì tất cả đều vi phạm pháp luật hả? Mẹ hiểu, mẹ biết mẹ sai rồi. Vi phạm pháp luật cơ mà con, mẹ biết là mẹ sai rồi. Như vậy thì như này nè, nếu thực sự công an đến
Vậy thì mẹ chỉ xin đó, những cái giây phút mà chưa có phải vào tù cùng ổng á, chúng ta vui vẻ với nhau chứ đừng căng thẳng như vậy được không con? Con không thể vui vẻ với một kẻ bị truy nã được mẹ. Con không giống như mẹ, sẵn sàng bỏ đứa con của mình để ở với người ta 2 năm trời dù biết kết cục nó sẽ như thế này. Thực tình á, lúc mà ở với ông á, mẹ chỉ nghĩ rằng là mẹ muốn có một cuộc sống tốt hơn dành cho con. Mẹ không thể nào lấy một tên tướng cướp hay là một tên giang hồ sắp ở tù để lấy tiền lo cho con không cần những đồng tiền đó. Con không cần. Mẹ xin nha. Mẹ con mình khổ đủ rồi. Nếu có phải vào tù mẹ chấp nhận. Phải tin mẹ rằng không bao giờ mẹ muốn bỏ con cả. Con không tin mẹ, bây giờ con sẽ không báo đâu. Mẹ cứ nắm tay ông ta mà đi đi. Còn nếu mẹ không đi thì con sẽ đi ngay bây giờ. Coi như kiếp này công sinh thành của mẹ con không trả được thì kiếp sau con sẽ trả. Hai, mẹ phải là người kéo con lại chứ, không thể là cái ông này được. Hai à, mẹ không có tư cách, mẹ cảm thấy mẹ không có tư cách để kéo con lại mặc dù mẹ muốn lắm chứ. Khi mẹ ở với ông 2 năm trời là mẹ đã mất tư cách rồi chứ không phải là bây giờ. Bây giờ thực sự chỉ có cách mẹ quỳ xuống xin con, xin con tha cho mẹ thôi. Tôi phải nói thật thế này, ở dưới kia tôi theo dõi và tôi chỉ có 2 từ ghép. Đấy là một từ là rất là thông minh. Từ thứ hai là một từ láy, từ lặp, đó chính là từ nhơn nhơn. Đúng không? Khi mà xem ấy, thì tôi thấy rõ Trường Giang và Hùng Thuận đang cố gài cho bạn đường thoát. Nhưng có vẻ như bạn đang sa đà vào cái việc bị bấn loạn trong những cái thông tin đưa ra. Thật ra là em cái khúc đợi nó người cha ờ. Là em mở sẵn một cái nút để cho Phạm Bảo Nam khúc cuối là đây thực sự là cha của con đó. Đúng. Thế thì đây chết luôn. Chết luôn. Ngay từ đầu anh nói với em rồi, đây không phải người thường. Đấy. Giang diễn rất hay. Đấy. Giang diễn rất hay. Những khúc khác nói nhưng mà khi nói về sự chia ly gia đình á là cảm xúc rất là thật luôn. Là vì sao? Vì đã là mẹ rồi cho nên cái cảm xúc đó là thật và mình thấy mình cũng thích cái cảm xúc. Không, nhưng mà nó còn một việc nữa là ở dưới tôi nhìn kể cả qua màn hình nữa, tức là mà khóc mà rất xinh. Thôi đừng bao giờ nói những cái điều thuộc về chân lý. Khóc mà rất xinh của nhanh ạ. Yeah. Ở đây không phải khuyến khích khóc đâu, nhưng mà khóc mà vẫn xinh. Khóc xinh hơn bình thường á. Bất kỳ một cái người diễn viên nào mà khi mà đã hóa thân thành nhân vật rồi á, em nghĩ nãy giờ không phải là em diễn được gặp nước mắt như vậy mà nó hoàn toàn là cảm xúc của em. Biết mà. Ở ngoài đời biết. Có những cái gì thuộc về nếu mà dính đến xã hội đen hay là truy nã hay những người phức tạp thì bản thân em là người tránh xa trước rồi, cho nên là em cũng không thể nào mà biết là ok nếu mà xảy đến với mình thì mình sẽ xử lý như thế nào. Cho nên là thôi thì hãy coi cái khúc mà về bản năng của người mẹ đó là những cái mà thực sự là của em nhất, còn những cái kia thì thực sự em sẽ học hỏi thêm nữa. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ là lúc nào những cánh tay hãy sẵn sàng để lựa chọn thích hay không thích. Cảm ơn quý vị rất nhiều và một lần nữa xin chúc mừng Phạm Quỳnh Anh đã vượt qua thử thách của mình. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với căn phòng tiếp theo và không ai khác đó chính là streamer Virus. Anh ấy đang chuẩn bị như thế nào? Chúng ta sẽ biết ngay sau khoảng thời gian chúng ta nghỉ giải lao. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau phần nghỉ giải lao ít phút, chúng ta đã quay trở lại chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với căn phòng tiếp theo
Virus sẽ là người mở cửa căn phòng này. Cụ thể Virus đang chuẩn bị như thế nào? Xin mời quý vị. Virus, streamer, youtuber đa tài có ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng mạng. Virus thu hút hàng triệu lượt xem mỗi video bình luận game trên YouTube với cách trò chuyện thú vị. Anh còn lấn sân sang lĩnh vực sản xuất âm nhạc và đạt thành công với những bản hit như Thằng Điên của Just Party, Yêu Được Không của Đức Phúc. Những bất ngờ nào đang chờ đợi Virus sau cánh cửa Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa 6? Ngày nay thì Virus đã xâm chiếm Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Tất cả những người mà đã nhìn thấy Virus hoặc là nghe Virus nó thì sẽ không bao giờ có thể quên được. Độc lắm mọi người, độc lắm, không có thuốc giải đâu nhá. Mình thường tương tác với người khác thông qua một cái webcam, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được tương tác với một người thật, nhập vai luôn. Cho nên mình không biết là ở tình huống đấy mình nhập vai thì thực tế mình sẽ xử lý tình huống như thế nào, ra làm sao. Và cái kinh nghiệm vốn sống ở ngoài mình có giúp mình cho việc mà vượt qua được trưởng phòng không? Không biết nữa, mình cảm giác hôm nay sẽ là ngày thê thảm của Virus. Đau đầu quá. Từ lúc mà tham gia Ơn Rời thì mình đã xác định là học cho mình bài học, học không tiếp tục cuộc đời rồi. Cho nên rằng là cái chuyện thắng thua thì Virus không có đề nặng, chắc là không thứ ba thì là thứ tư, không có cơ hội làm nhất nhì ở đây cả. Mọi người nói Virus là một ẩn số ạ. Vâng, Virus là một trong những người tham gia Ơn Rời thảm nhất, ngã gục nhất, thậm tệ nhất, nhạt nhòa nhất. Mình không biết các bạn cùng chờ xem, mình không biết mình sẽ như nào đâu. Thực sự bây giờ mình đang rất là lo. Cố lên Virus thôi. Thưa quý vị, chuẩn bị đã kỹ càng, đã sẵn sàng. Đây là đạo cụ. Chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn cho Virus. Em run quá. Và để cho đỡ run thì bạn làm tí đi, cho cuộc sống đỡ bị tắc. Ngọt quá. Trong thực tế là bạn có uống rượu không? Dạ không, em là người không hút thuốc, không uống rượu, không uống bia. Wow. Anh em mình sẽ sinh hoạt chung câu lạc bộ. Anh không thuốc, không rượu, không trà, không cà phê, không đúng bia. Rồi, em cũng như vậy, em chỉ uống nước khoáng và nước hoa quả. Đây, bây giờ mời bạn ra đây. Wow. Em đứng đây. Nước hoa. Wow. Thôi mở cửa đi, cố gắng lên em. Vỗ tay cho bạn. Ok. Ơn Rời. Ông chồng giám đốc của em về rồi. Ơn Rời, hóa ra đây là vợ mình. Anh đi làm cũng mệt thôi. Thật sự anh rất là mệt. Làm chén nước nha. Ok. Dạ. Em ra là trông có vẻ không gọn lắm ha. À không. Anh đang nói về đầu tóc hay là body? Anh đang nói về tổng thể. Nhưng mà mọi thứ là đúng với gu của anh. Châu lẽ gu của ai trời. Uống miếng nước nào. Wow. Nước lọc em pha tuyệt vời. Siêu tuyệt vời. Rồi. Wow. Thế sao hôm nay ở nhà sao? Hôm nay ở nhà thì cũng vẫn như mọi khi thôi. Em đang xếp quần áo nè. Anh phụ em xếp quần áo đi. Anh bảo này. Dạ. Hôm qua trước khi mà đi làm ấy, thế là anh mới ngủ mà sáng dậy anh mơ một giấc mơ. Giấc mơ gì anh? Giấc mơ thì nói chung vì một vài chuyện là chúng ta xảy ra xích mích. Nhưng mà anh tin rằng là cuối cùng thế nào em cũng ủng hộ anh. Anh chỉ muốn nói hỏi lại em là dù bây giờ anh xảy ra chuyện gì thì em cũng ủng hộ anh được không? Khó khăn quá nhở, sao câu trả lời hai vợ chồng mà nó khó khăn quá ta. Em đã làm gì đâu mà anh rào trước đón sau như vậy. Anh chỉ mơ mà anh lo về chuyện của chúng ta à. Lúc nào bằng giá nào em cũng ngủ anh phải không? Đúng rồi. Thế là được rồi. Nhưng mà cũng tùy anh nhà. Dạ. Anh ơi, mình gấp đồ đi. Anh phụ giúp em chứ. Em ở nhà em rất là nhiều việc, anh hiểu không? Trời ơi, phụ nữ làm việc nội trợ là vô vàng công việc không tên. Chứ có sung sướng gì đâu. Cất đồ vô đi anh. Để anh cất ở đây. Đó, rồi. Ok. Cái giỏ đó giỏ em mua cho anh đó.
Em mua cho anh hả? Đúng rồi. Tiền ở đâu ra em mua rồi? Tiền của anh đưa đó. À hay quá. Ừ. Rồi, xách cái giỏ lên. Xách cái giỏ lên. Rồi, đi ra khỏi nhà. Sao đó? Đây. Vì sao? Vì sao? Bước ra khỏi nhà. Mấy anh đi làm về mệt ơi làm mệt đấy, ra em phải nói lý do với anh, anh phải biết lý do chứ. Lý do là em đã chịu đựng anh quá nhiều rồi. Ngày nào cũng vậy, anh đi làm về rồi anh đâu có giờ về nhà đâu. Anh la cà chỗ này, anh la cà chỗ kia. Bằng chứng là bây giờ người anh nồng nặc mùi rượu. Bây giờ anh đi công việc, hết giờ việc người ta mới rủ đi ăn. Em phải thông cảm cái chuyện đấy thôi. Biết rồi, bây giờ đi ăn với người ta thì mình có hợp đồng chứ đúng không? Bước ra đây. Thôi. Bước lên đây. Chồng như con ta. Có mùi nước hoa lạ. Nước hoa đồng nghiệp. Đợt anh buôn bán với cả một doanh nhân nước hoa. Đây là thử thôi mà. Tôi biết rồi. Biết là yêu và ghen mà thôi. Thí dụ là người ta thường là xịt nước hoa ở đây đúng không? Ở gáy đúng không? Đúng. Khi mà gặp nhau ở bắt tay quá lắm là ôm nhau. Đó. Ok. Nước hoa nó sẽ nằm ở đây. Nhưng cái mùi nước hoa của anh nó nằm xuống dưới đây. Thì cái phần gáy của nó sẽ nằm ở chỗ nào mà nó lại dính ngay cái đùi? Nó nằm ở chỗ nào? Anh giải thích đi. Bây giờ mới xịt nước hoa vào người. Bây giờ người ta đang muốn anh thử xem cái nước hoa này nó có thơm không. Thì người xịt toàn thân đúng không? Vớ vẩn. Anh đùa mà thôi. Công việc á. Anh thương. Thôi nhá. Chịu hết. Không sao nữa. Biết rồi. Anh đừng có biết rồi, anh đừng có phuốt phe tôi nữa. Anh bớt dùng nhan sắc quyến rũ tôi lại đi. Tôi nói cho anh biết, tôi không có dễ dụ đâu. Tôi bây giờ tôi buồn lắm. Thôi, anh thương. Tôi cảm giác là tôi hối hận. Rồi, anh thương. Anh đừng có thương, anh nói cái miệng anh thương. Nhưng anh không bao giờ thương tôi. Anh thương. Bây giờ tôi không sống nữa. Tôi sẽ tự tử, tôi chết chân kinh. Anh giết tôi đi. Anh giết tôi đi, thà tôi chết trong vòng tay anh. Tôi chết trong vòng tay anh cũng được. Anh giết tôi đi. Trời ơi, tại sao bố lại đánh mẹ? Trời ơi, bố ơi. Trời ơi, mẹ ơi. Mẹ có sao không mẹ? Bố nói đi. Tại sao bố lại đánh mẹ? Sao mà bố con... nói đi. Mà con trông hài thế. Cái này con thấy mẹ con thì đánh con mặt con hài cái gì? Bố nói đi, tại sao bố lại đánh mẹ? Con mẹ con thấy, có phải bố đánh mẹ không? Đó, mẹ con nói thế mà. Bố giải thích nha. Từ lúc con đi học đến giờ bao giờ con thấy bố đánh mẹ chưa? Con thấy hoài à. Nhìn mẹ đau đớn thì nghe làm sao con bố vui. Chưa có đánh mẹ để bố giải thích nha. Ừ, bố không có đánh mẹ, bố chỉ giết mẹ chết thôi. Thôi bố đang giết dần giết mòn mẹ. Bố không có thương mẹ. Tôi sinh ra trong gia đình như thế nào đây? Bố không thương con hay sao? Thôi mặc qua. Thôi bây giờ năm nay con mới học lớp 5. Mới lớp 5 rồi. Chứ sao nữa. Bố tưởng tới lớp áp lực rồi. Thầy cô bạn bè áp lực ghê gớm. Ra ngoài thì áp lực xã hội. Ủa? Về nhà còn áp lực bố mẹ nữa. Bố biết con phải làm sao đây? Bây giờ là vì là chuyện của người lớn, con hiểu không? Chuyện của người lớn sẽ giải quyết với nhau ha. Bây con cứ ra ngoài chơi. Lúc nào bố với mẹ giảng hòa xong thì con vào. Nhà này của con bố à? À nào, con thích ra thì con ra, con thích ở lại bố nhá. Thế thì con cứ lên phòng đi. Nhà có một phòng à? Con ngồi đây để bố giải chơi mẹ. Con ngồi đây. Bố giải quyết đi. Thôi mà em. Đó, cái chuyện nó nhỏ nhặt ớt là nhỏ nhặt, tự nhiên em mà làm mọi chuyện đó. Con về nó thấy đó còn gì nữa. Anh đâu có ý đánh em đâu. Đúng không? Không có nghe gì nữa hết. Anh để cho em yên. Anh nói chuyện với con hả? Anh cứ tự nhiên. Nó cũng có trách nhiệm như em. Anh cứ nói với nó đi, đừng dồn một mình à. Em em mệt mỏi lắm rồi. Đấy con thấy không? Bố rất là đàng hoàng, rất là bình tĩnh để mà nói chuyện với mẹ. Mẹ không nói chuyện với bố. Nếu bây giờ con là bố, con sẽ ứng xử như nào đây? Bố đánh mẹ bị trầm cảm luôn rồi. Con không thể sống trong gia đình này nữa. Bình tĩnh. Hôm nay con phải chết bố. Con không thể sống trong gia đình này nữa. Nếu như con chết mẹ cũng sống làm gì nữa. Sao nhà đã ăn ngủ chết rồi nhờ? Thôi rồi, hai mẹ con, hai mẹ con. Để bố bình tĩnh nói. Thôi, hai con đứng ở đây. Chuyện nó rất là nhỏ nhặt thôi. Để bố giải thích cho. Thấy bố đánh mẹ mà nhỏ nhặt hả? Nhỏ. Mẹ vật vã ra đây nữa. Massage cổ à, đang như này này. Đúng không, như này massage đúng không? Massage đúng rồi. Chứ đánh anh ta đánh vào cổ. Đánh vào mặt chứ. Hả? Không, đấy là ví dụ thôi. Bố đang phân tích như vậy rồi. Chứ bố không bao giờ đánh mẹ, bố không bao giờ đánh phụ nữ cả.
con buồn lắm bố. Thôi rồi, để bố giải quyết với mẹ nha. Ok. Em nhớ lúc đầu em nói với anh không? Dù chuyện gì em cũng ủng hộ anh không? Cái đó là anh gài em. Anh không có gài em mà. Đó chỉ là một cái giấc mơ đơn thuần thôi mà chuyện nó rất kinh khủng mà anh không có kể ra. Chuyện của mẹ coi như xong rồi, chuyện của con nè. Vụ gì? Ở trường con làm một điều có lỗi giống như bố ngày xưa bố làm với cô giáo đó. Cái gì? Anh! Hồi xưa anh làm cái gì với cô giáo mà bây giờ con nó bắt chước? Con làm chuyện gì với cô giáo, con kể cho bố nghe nào. Con làm bài tập sai với cô giáo. Cay thật. Tính ra là... Nhưng quay trở lại vấn đề đi, làm sai bài tập gì? Thì tại bố đó. Lại bố? Bố lại tại ai hả? Sao bố, con nói là bố dạy con văn đi. Con bố nói là văn có cái gì đâu. Bây giờ nếu mà tả bất cứ cái gì cứ học thuộc lòng đi. Thì con học thuộc lòng chưa? Thì đấy, con học bài tả con chó của bố đó. Bài văn anh tả con chó làm sao mà anh tưởng cái gì? Trời ơi, bài văn tả con chó thì đúng như cái bài văn hồi xưa anh đi học. Tả sao? Anh bảo với cô là nhà em có con chó. Ừ. Lông nó vàng ánh luôn, đuôi dài bóng nhảy, hai bên hông có hai lốc xoáy. Phải nói sản phẩm toàn diện mà chỉ có Việt Nam có một mình nhà bố con chó đấy thôi. Mẹ thấy bài văn của bố cũng được mà con, tại sao lại vậy? Bố nói học thuộc lòng bài đó mai tới làm. Cô giáo nói con lạc đề. Cô giáo nói con tả cái gì hả? Tả bố. Bây giờ cái lỗi là nằm ở anh. Anh dạy con kiểu gì kỳ vậy hả? Anh dạy con học vẹt kiểu đó, bây giờ đi thi cô giáo đổi đề, bây giờ nó tả chó, nó không tả, nó tả bố nó như con chó. Trời. Rồi, cái này là lỗi tay anh rất là xin lỗi, lỗi tay. Nhưng mà nhắc mới nhớ về bài văn hôm trước bố hỏi bạn của con. Thì là hình như tuần trước con vừa làm bài văn tả mẹ, con tả cho bố xem bài văn con viết như nào nào. Thì con cũng lấy bài con chó luôn. Trời bà... Thì con có một bài đó mà. Bố dạy có một bài, bố dạy thuộc lòng mà có bài à. Tả ai là cũng tả cái bài con chó luôn. Thì bố phải dạy con phong phú thì bố lúc nào cũng bỏ ra ngoài chơi hết. Thôi bố thương, bố thương, bố thương. Anh thấy chưa, anh thấy lỗi chưa? Lỗi tại bố, lỗi tại bố. Anh dạy con kiểu gì bây giờ bố mẹ nó tả như con chó. Thôi bố thương, bố thương. Em thấy không, bây giờ anh đi làm từ sáng đến chiều tối anh mới về nhà. Anh mệt ơi là mệt, tối phải dạy con nữa. Bây giờ rất may mắn là chúng ta có ngồi với nhau để mà giải quyết cái chuyện này gia đình. Thì em cũng phải giúp đỡ anh làm chuyện đấy chứ. Em còn công kích anh nữa. Trời, anh có biết là ở nhà một ngày em biết bao nhiêu là việc không? Em phải làm việc nhà, em phải chăm con, em phải làm đủ thứ hết. Nhưng anh hứa là từ lần sau là không chỉ có một bài văn, anh sẽ dạy thêm 2-3 bài văn nữa, phong phú hơn. Bất. Tả người là kiểu này. Dạ. Tả bất là kiểu kia. Dạ. Còn tả mẹ cứ như cũ được kìa. Dạ. Cái gì? À, mẹ nói vậy? Tả mẹ thì phải xinh đẹp. Dạ. Quấn các kiểu, mặt bộ đồ ngủ, chân đi kitty, mặt giống U40 ha. Nói vậy hả? Thôi xin lỗi, anh trêu thôi, trêu đùa tí. Tôi biết rồi. Bố hay nói con là nhìn mặt mẹ già giống U40 như đấy. Cái gì? Bố hay tâm sự với con mà con nhớ mà. Trêu đấy. Em đang năm mấy còn gì nữa, anh nói U40 là trẻ ra bao nhiêu còn gì nữa. Thế là được rồi. Thôi cứ ra ngoài đường kiếm mấy em mà 18-20 mà yêu mà lấy đi. Anh không thích ăn nhạt, không thích ăn mặn mà. Bà già như tôi. Thôi. Tôi là bà già 50 mấy rồi. Thôi mà. Bỏ tôi ra đi, đừng có đi tao ra. Đấy, Hoa, nằm đây. Nằm ra đây. Cái này lạ đấy. Chống đẩy 5 cái. Chống sao tự nhiên bố bắt con chống đẩy? Không có kiểu đâu mách lẻo này được. Chống đẩy đàng hoàng. 5 cái. 2, 3, 4, 5. Rồi được rồi, thôi bố xin lỗi. Lần sau nhớ nhá. Không có mách lẻo nữa. Không lại thành nhân đôi lên ha. Thôi rồi. Nói chung tính mẹ cũng khó tính, con biết rồi đấy. Dạ. Nhưng mà bây giờ con đói rồi, con muốn ăn cơm nè. Mẹ con thì đâu biết nấu ăn. Đây. Đó. Ồ, mẹ mang cơm ra rồi. Trời ơi, may quá. Thôi đánh phụ nó nào, đây đánh phụ, đánh phụ, đánh phụ, đánh phụ cho nào. Ăn đi mẹ, ăn đi con đói quá. Cho có vitamin. Ôi chết. Bước ra đây. Bước ra đây. Thôi thôi thôi, không sao không sao, đủ rồi. Mày. Không sao không sao. Này con bước bố. Không sao quá. Con dạy anh chiều con như vậy là mai mốt không có anh ở nhà em không dạy con được, anh biết không? Nhưng mà vì nó đâu có cố ý đổ cơm đâu. Lớp 5 rồi. Con cầm chén cơm ăn cũng không được là sao? Nhớ tay à, nhớ tay. Bố nói gì đi, mẹ sắp đánh con rồi.
Không sao đâu mà. Thôi anh xin lỗi, xin lỗi. Thôi, thôi xa, đâu có ai mong muốn đâu. Bây anh sẽ dọn lại cho em à. Anh ngồi xuống đó, cho em dạy con. Thôi, thế bây giờ em không được đánh nó. Em hứa là em không được đánh đi. Em không đánh. À. Khoan ta lại. Tại sao vậy Khoa? Con... Em không thể mắng nó mà em cười được. Em không thể mắng nó mà em cười được. Để anh, để anh, để anh, để anh. Em tức quá mà em cười, gọi là tức cười đó biết không? Ôi, để anh, để anh, hay để anh. Em quá tức rồi, bây giờ con cái nó ăn uống kiểu đó đó. Tại sao vậy? Con vô tình thôi mà. Mày bốt quá đi coi, mày đừng đứng xa mày quá. Con ơi, làm con à. Ôi, xa lắm. Ôi, xa bao nhiêu lần rồi anh để nó chuyện gia đình em, anh để đó cho gia đình của em, cho gia đình của em mà anh là chồng em à? Em xin lỗi, em quên, em xin lỗi. Em quên. Anh là chồng em. Đúng. Đúng. Ok. Ok. Nó là con em. Đúng không? Đánh là phải đánh cùng nhau, không đánh một người. Con đứng dậy ngồi nào. Ha. Đứng dậy. Thôi được rồi, anh bỏ đi anh. Rồi, anh con bỏ đi mà. Nó hiểu rồi. Đánh em à? Nó biết tội rồi. Đứng dậy. Gia đình thì mà. Rớt coi trên cơm, cả bố mẹ đều đánh ạ. Thôi đứng dậy đi. Thôi mời cả nhà vào ăn cơm. Rồi. Vô ăn cơm đi anh. Rồi thôi ăn đi. Bây giờ con nó rớt rồi, nhịn đói đi. Luôn à. Bà ơi, mẹ không cho con ăn bố ơi. Phải làm vậy cho con biết quý trọng đồ ăn. Thì rất đi ăn tôi buồn ha. Anh cứ nói làm vậy chi cho con nó ỉ lại không à. Anh nghĩ rằng là gia đình mình cứ tập trung ăn cơm, dù sao thì bữa cơm thì cũng là lúc duy nhất mà gia đình mình quây quần với nhau á. Đây. Ăn. Ê chết cha. Sao rồi? What? Quên gì đó? Con không biết đâu bố, quên hoài luôn á. Thế á? Hay. Con có nhiều lúc cũng chán ghê đó. Bố coi em sao đi, coi hỏi mẹ em sao chứ. Thôi được rồi, bố nghĩ rằng là chuyện mọi chuyện có lẽ là do bố, cho bố mải mê làm việc quá, và đây cũng có lẽ là một cái bài học dành cho bố. Bố sẽ làm mọi cách để giảm công việc lại ha, và quan tâm mẹ nhiều hơn ha. Chắc tí nữa bố sẽ hỏi mẹ xem là vấn đề bị làm sao thì bố cảm thấy rằng là sức khỏe của mẹ có phải đi xuống ấy. Thì chuyện đấy mới là quan trọng. Mẹ xin lỗi. À mẹ ra bố. Quên. Trời ơi, hồi nãy giờ mình ăn mà quên cho em ăn. Ôi, mẹ xin lỗi. Trời ơi, mẹ kêu em đừng có khóc đi mẹ. Con ám ảnh cái tiếng khóc này quá. Con không được hét to với em bé, em bé đâu biết gì đâu. Không phải chứ, con ngày nào cũng khóc đi. Con học hành cũng không được học, con lúc nào nghe tiếng khóc á. Bố chịu được không? Thôi không sao, không sao. Thôi chịu khó. Không mấy bố kêu mẹ cho vào trong bụng lại đi, chứ con chịu không nổi đâu. Con khóc lóc mệt quá. B1 là chống đẩy 10 cái, 2 là không có thắc mắc nữa. Con ngồi im ạ. Em. Dạ. Anh hỏi thật là sức khỏe thời gian gần đây của em thế nào? Em bình thường mà. Em bình thường đúng không? Ừ. Anh thấy trông em có vẻ mệt mỏi với hay quên nhiều thứ à? Thì chắc là do em mới sinh, với lại nhiều khi là công việc nhà nhiều quá phải chăm con, cho nên là nhiều khi em cũng hay quên trước quên sau. Nhưng mà không sao, em ổn. Cho anh hỏi là nếu như với những cái chi phí mà anh trang trải cho gia đình nó có đủ không? Anh cần phải làm nhiều hơn không? Không anh sẽ rút bớt công việc để ở nhà với em à? Tất cả mọi thứ anh cho mẹ con em nó đủ mà. Không sao đâu. À hai cho con cứ ăn cơm đi. À, em cho em bé bú sữa xong rồi lát em ăn cơm sao? Thôi ăn cơm đi. Thôi ăn đi ha, đừng có lo. Bố nghĩ rằng là bố sẽ cố gắng hết sức để chúng ta có một căn nhà lớn hơn, chúng ta có khoảng không cho riêng cho cả con nữa, phòng riêng cho con các thứ ha. Đừng có lo ha. Bây giờ gia đình mình đang hơi khó khăn á. Anh ơi, lát nữa anh chở con với em đi khám được không? Được. Tại vì bữa giờ nó sốt á, mà em không có dám nói anh, em sợ nó công ảnh hưởng tới công việc của anh. Ừ, được, không sao. Thì anh sẽ đưa con đi khám ha. Ừ. À, dạ thưa, dạ thưa sếp, dạ xin lỗi chị. À, sếp ơi, khách hàng đang đợi mình ở ngoài để mà đi dùng cơm rồi mình ký hợp đồng đó sếp. Nhưng mà tí nữa là anh phải đưa con đi khám rồi, anh không thể nào đi được. Bây giờ em xin phép sếp ra đây. Em nói chuyện chút xíu ạ. Anh xin phép, anh xin phép ạ. Dạ xin lỗi chị. Sếp ơi sếp, bây giờ á sếp cần phải cân nhắc lại. Thật ra không phải chỉ có một mình gia đình sếp, vợ con sếp là cần sếp đâu. Bây giờ cần cả 100 nhân viên ở trong công ty mình cần sếp. Bây giờ á công ty của mình á thì đang ở trên đà
phá sản đó sếp. Nếu như mà sếp không có nhận cái hợp đồng này, coi như là công ty mình phá sản. Vậy thì tội cho gia đình của sếp mà cũng tội cho những người kia nữa sếp. Đi ký nha sếp. Anh đi. Cho anh trao đổi với cả vợ anh được không? Một chút thôi. Dạ, được rồi. Vậy thôi bây giờ á, sếp với lại chị nhà trao đổi đi. Rồi có gì á, nói với em nha. Em ra em xin khách hàng là đợi chút xíu nha sếp. Trời, khách hàng người ta khó khăn quá trời quá đất luôn à. Em, anh muốn xin ý kiến của em. Được không? Sao mà em trông vẻ phim trưởng này. Anh đang phải đi gặp đối tác rất là lớn. Anh không ngờ là lớn đến mức mà nếu như mà anh không ký hợp đồng này thì cả công ty phá sản và gia đình mình sẽ gặp khó khăn. Thực sự làm trong lòng anh thì là anh không có muốn đi. Bởi anh biết là em cần anh rất lúc này. Anh chỉ xin ý kiến của em là theo em thì anh có nên đi hay không thôi. Anh cứ đi đi. Em lo cho con được mà. Bên em nói một câu, em nói yêu anh thì anh đi. Em yêu anh. Bố cứ yên tâm đi đi. Mẹ con lo được. À, bố sẽ cố gắng về sớm nhất có thể nhá. Cần ăn cơm nhá, bố sẽ đi và về ngay các thôi để. Bài văn. Mẹ. Ngày nào cũng vậy hết á. Ngày nào bố về cũng hợp đồng đi xong mẹ ở nhà mẹ đánh con. Em chịu hết nổi rồi. Anh xin lỗi, anh rất là xin lỗi. Anh có thể vô tầm tới mức em nói anh đi là anh rất gặp anh đi sao? Sao không bao giờ anh chịu hiểu cho em hết vậy? Ủa anh lấy em về đây, anh cho em ở trong một căn nhà bốn bức tường như thế này, lúc nào cũng quanh quẩn việc nhà con cái, việc nhà con cái, có bao giờ anh hiểu cho em không? Thôi xin lỗi mà. Thôi anh sẽ quyết định là không đi nữa. Và ở nhà mẹ con em ha. Chúng ta đã từng trải qua giai đoạn khó khăn. Và nếu như chẳng may sau việc này mà chúng ta tiếp tục khó khăn thì chúng ta sẽ cùng trải qua nhá. Hoa Long. Chào tụi chị. Một câu chuyện gia đình mà tôi tin rằng ở bất kỳ một gia đình với những người chồng bận bịu nào thì cũng có nguy cơ mắc phải. Quan điểm xưa là đàn ông phải ra ngoài, phải danh giá với đời, phải làm điều gì đó với đời, còn phụ nữ chỉ ở nhà mà chăm con thôi. Thế nhưng mà cuộc sống càng hiện đại thì cái vai trò của người phụ nữ trong gia đình và trong xã hội thì ngày càng tốt hơn và họ càng khẳng định. Với những người đàn ông mà thành đạt thì đương nhiên thưa quý vị, một câu chuyện mà luôn luôn xảy ra đó chính là sự mâu thuẫn giữa công việc hay gia đình. Ở đây thì không có gì làm khó em được. Em đúng nghĩa là một người cha, người chồng thương yêu gia đình mình, đúng không các bạn? Lần đầu tiên em biết được bạn Hoàng á, và hồi nãy giờ ở trong kia cũng theo dõi bạn như lắm. Mà hai chị em cũng lo lắm á. Trời ơi, vai rớt, không biết lát ra diễn có bị rớt vai không. Nhưng mà không ngờ bạn Hoàng lại xử lý rất là tốt. Và Khoa cũng như dạ rất là bất ngờ. Và những cách xử lý của Hoàng rất là đàn ông, rất là trưởng thành và rất là tử tế. Thậm chí tất cả những cái mà Hoàng nói với dạ khi mà Hoàng đi, Hoàng cũng nói anh xin lỗi em hoặc là anh xin phép em, nghĩa là nó rất là tử tế mà nó rất là lịch sự. Rõ ràng bạn là người có bản lĩnh. Và cái bản lĩnh này không phải là bản lĩnh sân khấu, mà tôi đánh giá đó là bản lĩnh của một thanh niên có bản lĩnh ở ngoài cuộc sống. Chúc mừng bạn. Đương nhiên rồi, thưa quý vị, sẽ có những người thích, sẽ có những người không thích. Có người đánh giá cao, có người đánh giá chưa cao. Nhưng điều quan trọng là tất cả các khách mời của chúng ta, họ đã cố gắng để vượt qua những thử thách do những trưởng phòng đưa ra. Cụ thể trong căn phòng này, Hoàng Virus,
đã cố gắng và ít nhiều đã chinh phục được sự khó tính của quý vị và tất cả mọi người và đem lại cảm xúc trong trái tim. Bây giờ là lúc mọi người bày tỏ cái tình cảm của mình bằng việc bình chọn. Vâng, xin cảm ơn Lâm Vĩ Dạ, xin cảm ơn Khoa, diễn viên Gia Linh đã hỗ trợ cho chương trình. Xin cảm ơn. Cảm ơn mọi người ạ. Và bây giờ, thưa quý vị, Hoàng và Rus sẽ cùng với Xuân Bắc, chúng ta sẽ bước ra sân khấu chính để cùng gặp gỡ lại ba khách mời trong chương trình hôm nay. Và chúng ta cùng tổng kết xem ai được bình chọn nhiều hơn cả. Và người đó đương nhiên sẽ đoạt cúp. Trên sân khấu bây giờ là bốn khách mời trong chương trình hôm nay của chúng ta. Thưa quý vị, đêm nào của chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, tôi cũng sẽ nhắc đi nhắc lại điều này. Tất cả những khán giả cầm điện thoại để bình chọn đều được chúng tôi mời từ rất nhiều các thành phần, từ sinh viên, các bác nghỉ hưu, nhà báo, những người buôn bán, cán bộ, ông chủ, người làm công. Chúng tôi cố gắng mời như vậy để tránh tình trạng có những nghệ sĩ có lượng fan đông đảo đến và bình chọn không phải là bằng cảm xúc khi xem mà bằng cảm xúc dành riêng cho thần tượng của mình. Cho nên quý vị hết sức yên tâm và chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào kết quả bình chọn của những vị khách đang có mặt tại đây. Và xin thay mặt những người làm chương trình xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin cảm ơn. Tôi đã có kết quả ở đây và tôi một lần nữa xin khẳng định không phải thông qua chương trình mà đánh giá bạn nào hơn bạn nào hay hơn ai. Chỉ đơn thuần là hôm nay, trong phút xuất thần, chúng ta có thể có một điều gì đó nổi bật hơn hoặc chiếm được tình cảm hơn của quý vị khán giả mà thôi. Một con số phải nói là rất đáng ghi nhận và khích lệ. Chiếc cúp tôi sẽ cầm trên tay sẽ trao cho xin chúc mừng Quang Trung. Xin chúc mừng. Đây là chiếc cúp gửi cho bạn. Chúc mừng bạn. Rất thông minh, nhanh nhẹn, xử lý tình huống hài hước, đem lại tiếng cười cho quý vị khán giả. Vâng, và tôi cũng xin chúc mừng Quỳnh Chi, chúc mừng Quỳnh Anh. Và tôi xin lỗi và đặc biệt chúc mừng Violet Hoàng. Chúc mừng em. Chỉ một chút nữa thôi. Vâng, một người tay ngang như em sẽ giành cúp. Nhưng, thưa quý vị, trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi nghĩ rằng chúng ta bây giờ sẽ dành những tràng vỗ tay sau. Một, chúc mừng Quang Trung. Cảm ơn Quỳnh Anh và Quỳnh Chi đã tham gia chương trình rất nhiệt tình. Và chúc mừng Virus Hoàng. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, thành cốt You Are Here. Chương trình được phát sóng thường xuyên vào 21:15 tối chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Và quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đến với Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ơn Rời Cậu Đây Rồi tập 3 với những màn thử thách đầy bất ngờ, thú vị của các khách mời: diễn viên Thanh Hương, diễn viên Thanh Tú, người mẫu Nam Anh, ca sĩ Thu Thủy. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 tối chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2019 trên VTV3.